tự tin. Lúc này Hoài Nam rất là tự tin vào cái năng lực và kiến thức của mình, nên là Hoài Nam thực sự là lúc đó Hoài Nam coi thường cái quy trình này. Hoài Nam không có học theo đâu, mình bảo là bên ngoài kia mình làm bảo hiểm nhân thọ, mình tư vấn, mình đang là một sát thủ cho sale, vậy thì việc gì mình cần phải học cái gì cả. Và thế là Hoài Nam làm theo cách riêng của mình. Ở khi Hoài Nam mới vào, cái tuần đầu tiên là Hoài Nam làm theo cách riêng của mình và Hoài Nam mời được rất là nhiều khách. Ê, nhưng mà mình không hiểu tại sao mình mời và mình bạn mình tới nhưng mà sau đó họ lại đi về và không có ai làm cùng mình cả. Mình bắt đầu thấy có một cái gì đó sai sai. Và lúc đó thì Hoài Nam bắt đầu mới quay ra hỏi lãnh đạo Lê Trung và hỏi lãnh đạo Huyền Thương. Và lúc đấy thì bắt đầu mới nghiêm túc học với cái quy trình này. Nên là ngày hôm nay thì Hoài Nam cũng muốn chia sẻ câu chuyện đó để tất cả các bạn anh chị ạ. Chúng ta dù ở ngoài kia chúng ta có thành công như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi chúng ta vào với sự nghiệp kinh doanh này, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu một cái sự nghiệp kinh doanh mới, thì bản thân chúng ta sẽ cần phải học những kiến thức mới đâu nào. Và bao nhiêu trong số các cô bác anh chị, chúng ta sẵn sàng ạ, format kiến thức của mình đi, coi mình như một cái chiếc ly rỗng để ngày hôm nay chúng ta có thể hấp thụ hết được những kiến thức này để mình có thể ứng dụng trong công việc của mình. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày mà Hoài Nam giúp các cô bác anh chị chúng ta có một cái nhìn tổng quan về quy trình của hệ thống của chúng ta, để chúng ta có được các mối liên kết giữa các bài học của chúng ta, để chúng ta biết được cái nấc thang danh vọng ta như thế nào, để chúng ta biết được con đường thành công của chúng ta ra làm sao, để chúng ta có được cái đường đi tốt nhất, để chúng ta có được cái tầm nhìn và chúng ta biết rằng chúng ta phải trang bị những kiến thức, những kỹ năng gì lần lượt để chúng ta có thể thành công ở trong sự nghiệp này, đúng không ạ? Và xin được chúc mừng tất cả các anh chị chúng ta đã có mặt ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Và hôm nay là Nam thấy là có 83 thành viên, rất là tuyệt vời ạ. Và bao nhiêu trong số các cô bác anh chị ở đây chúng ta biết đến Hoài Nam thì hãy comment là số 3. Nếu biết đến Hoài Nam thì hãy comment số 3. Và nếu chưa biết đến Hoài Nam thì hãy comment là số 8 được không ạ? Nếu biết đến Hoài Nam thì hãy comment số 3. Và chưa biết đến Hoài Nam thì sẽ hãy comment số 8 ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Hoài Nam thấy rất là nhiều số 3. Như vậy là Hoài Nam sẽ có thể bỏ qua được cái phần chia sẻ về bản thân, đúng không ạ? Bởi vì Hoài Nam thấy rằng cái lần nào Hoài Nam đào tạo thì nó cũng bị quá giờ. Và ngày hôm nay thì rất là vui là cái nội dung đào tạo này của chúng ta từ lâu rồi nó đã đi theo quy trình là chúng ta sẽ học xong 2 ngày, đúng không ạ? 2 buổi, buổi hôm nay, thứ ba tuần này và thứ ba tuần sau. Nên là ngày hôm nay ui giời ơi, Bùi Trung Mạnh lại còn chưa hẳn 83 luôn ạ, nửa biết nửa không, đúng không ạ? Cảm ơn Mạnh rất là nhiều. Mạnh thì thuộc team đội nhóm của Hoài Nam, là chắc chắn là bạn biết Hoài Nam rồi, nhưng mà có vẻ như là đang muốn là cho cơ hội để chia sẻ thôi. Nhưng Hoài Nam thấy rằng ngày hôm nay thì Hoài Nam sẽ tập trung vào cái nội dung đào tạo để các cô bác anh chị Hoài Nam mong muốn là làm chủ cái kỹ năng này, thuần thục đó, làm chủ đó. Bởi vì thực sự Hoài Nam gọi đó là quy trình triệu đô, quy trình triệu đô. Và bản thân Hoài Nam thì Hoài Nam khi mà mới tham gia vào Genet, Hoài Nam thậm chí là Hoài Nam khát khao sở hữu một quy trình nào đó để mình có thể nhân bản. Hoài Nam lúc đấy hệ thống chúng ta còn rất là sơ sài, những cái nội dung đào tạo nó chưa có đầy đủ như này đâu. Hoài Nam đi học ở một khóa học ở bên ngoài và lúc đó khóa học đó nó cũng rơi vào 36 triệu khóa học, để Hoài Nam mong muốn là có một cái quy trình, Hoài Nam hay gọi là một cái đường ống để có thể đưa người ta đi từ A đến Z. Hoài Nam hay gọi nó nữa là cái đầu vào là con bò và đầu ra là cái xúc xích để người ta có được cái thành công, hay một còn gọi một cái tên khác mỹ miều hơn đó là Zero to Hero. Và thực tế là chúng ta đang sở hữu một quy trình triệu đô. Và ngày hôm nay là cái bài học nền tảng, bài học này nó sẽ xuyên suốt trong sự thành công của chúng ta. Và những cái bài học sau là phần mở rộng của chủ đề ngày hôm nay. Và đó là lý do vì sao nó được chọn làm cái nội dung đào tạo xuyên suốt trong tất cả các tuần, để cho tất cả những nhà phân phối mới chúng ta đều có thể làm chủ được kỹ năng này. Và đặc biệt nữa là không phải chỉ là chúng ta làm chủ nó, mà các cô bác anh chị chúng ta cần phải có một cái thứ nữa, đó là chúng ta học để dạy lại. Và bao nhiêu trong số các cô bác anh chị chúng ta sẵn sàng học kiến thức ngày hôm nay với tâm thế là chúng ta học để dạy lại team đội nhóm của chúng ta, thì comment là tôi sẵn sàng ạ. Nếu chúng ta sẵn sàng học kiến thức này ngày hôm nay để chúng ta có thể dạy lại team đội nhóm của mình, và chúng ta cần phải cho họ nhìn thấy cái con đường đi của họ tại sự nghiệp tại Junet. Khi Hoài Nam là một người mới thì Hoài Nam thấy rằng cái khó khăn nhất ở đây ạ, nó không phải là mình thành công như thế nào và mình phát triển ra làm sao, mà cái khó khăn nhất ở đây với những cái người mới là khi họ vào, họ không biết họ phải làm gì. Khi họ bước chân vào lĩnh vực mới, họ không biết phải bắt đầu từ đâu, họ không biết phải làm gì. Nên là chúng ta cần phải cho họ biết cái con đường đó. Và đây chính là cái bài học đầu tiên, cái bài học vỡ lòng, để chúng ta biết cái con đường chúng ta cần phải đi trong sự nghiệp này. Và bao nhiêu trong số các anh chị ạ, chúng ta khi bước chân vào lĩnh vực này, chúng ta đang bị rơi vào một cái tình trạng là chúng ta không biết mình phải bắt đầu từ đâu với sự nghiệp kinh doanh tại Junet. Thì chúng ta hãy comment số 4 ạ. Nếu như chúng ta là những cái người mới và ta chưa biết phải bắt đầu từ đâu ở trong Junet, thì chúng ta hãy comment số 4 giúp Hải Nam ạ. Hải Nam đo lường một chút. Hãy comment số 4 ạ. Chính xác là như vậy. Bởi vì Hải Nam cũng giống như các cô bác anh chị.
Hoài Nam cũng trải qua cái giai đoạn mình là một thành viên mới. Và lúc này ạ, mình mới thấy rằng ạ, mình có rất nhiều thứ mình phải làm, rất nhiều thứ mình muốn làm, rất nhiều thứ mình muốn học, nhưng cuối cùng ạ, nhìn lại thì chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu và không biết mình phải làm gì. Và cái khó khăn nhất trong nghề này ạ, nó là sự quản lý thời gian. Chúng ta cần phải biết chính xác trong một ngày chúng ta phải làm những công việc gì, và chúng ta phải chuẩn bị cái tâm thế, cái thái độ của ta ra làm sao, và chúng ta phải chuẩn bị gì cho cái sự nghiệp này. Và hầu như chúng ta không có biết được là cái việc nào nó mang lại kết quả và cái việc nào thì không mang lại kết quả. Nên nhiều khi chúng ta tưởng như chúng ta làm rất là bận rộn, nhưng mà cuối cùng cái hành động nó giúp chúng ta có kết quả thì chúng ta lại không làm, mà chúng ta tập trung làm những cái mà nó mất thời gian của chúng ta nhưng lại không có hiệu quả. Và đó là lý do vì sao mà các anh chị cần phải làm chủ cái kiến thức này. Và Hoài Nam sẽ chỉ cho chúng ta thấy từng bước những cái nội dung mà chúng ta cần phải học. Và hôm nay Hoài Nam sẽ cố gắng nói thật chậm, và nếu lúc nào đó các cô anh chị thấy Hoài Nam nói nhanh quá thì hãy comment số là nhanh quá để Hoài Nam giảm cái tốc độ lại để chúng ta có thể ghi nhận được. Và đặc biệt là cái lúc mà Hoài Nam đọc về cái quy trình đào tạo của chúng ta thì chúng ta cần phải cho mình những cái checklist là những cái nội dung mà chúng ta cần phải học, những cái nội dung mà chúng ta nhất định phải có mặt ở trong những cái chương trình đào tạo đó, bởi vì nó là một cái đường ống, nó là một cái quy trình đào tạo ta đi từ zero to hero, nên là chúng ta cần phải học ở từng cái cấp bậc của mình, chúng ta cần phải làm chủ cái kỹ năng nào. Thì đây sẽ là phần mà Hoài Nam sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Và Hoài Nam sẽ xin phép là được chia sẻ cái màn hình để chúng ta bám sát cái nội dung đào tạo của hệ thống của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì Hoài Nam sẽ đi vào thực tế nhiều hơn là phần lý thuyết ạ. Và đây là bài đào tạo được gọi là 8 bí quyết thành công cho nhà phân phối mới. Nhưng đối với Hoài Nam ấy, thì Hoài Nam gọi đây là một cái quy trình triệu đô, quy trình triệu đô. Bởi vì khi chúng ta muốn kinh doanh hệ thống ấy, thì cái quan trọng nhất đó là phải biến mọi thứ trở nên dễ dàng mà nó có thể sao chép và có thể nhân bản được. Và cái quy trình này giúp chúng ta có thể dễ dàng nhân bản được. Vậy thì khi có một nhà phân phối mới thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải dạy họ đó là dạy cái quy trình này, đó là dạy cái công thức mà sẽ giúp cho họ thành công, để họ biết rõ cái con đường mà họ cần phải đi là như thế nào. Và cái yếu tố đầu tiên á, mà Hoài Nam thấy nó là yếu tố tiên quyết nhất, là làm cái gì thì làm, muốn làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta cần phải biết là cái thái độ của chúng ta đối với công việc này như thế nào trước đã. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có thể làm rất nhiều các công việc khác nhau, nhưng mà nếu cái thái độ của chúng ta nó mà không đúng thì chúng ta không thể nào có kết quả được. Nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình những cái thái độ đúng đắn về công việc này. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta cần phải hiểu rõ cái ngành nghề của chúng ta. Rất nhiều người chúng ta đang đến với cái tâm thái là đi xin cơ hội. Mình đến với khách hàng của chúng ta, đến với bạn bè của chúng ta với cái tâm thái là mình đi xin cơ hội, mà chứ không phải mình là người trao cho họ cơ hội. Thì ngày hôm nay chúng ta phải có thái độ đúng về ngành nghề của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta không phải là người đi xin cơ hội, mà chúng ta là người đang đi trao cho mọi người cơ hội. Và khi mà chúng ta đứng với cái tâm thế là trao cho mọi người cơ hội thì lúc này chúng ta sẽ là người cảm thấy tự hào với công việc của mình. Và chúng ta cần phải có sự tự hào với công việc của mình như vậy. Bởi vì rõ ràng chúng ta hãy quan sát phía bên ngoài. Nếu chúng ta theo dõi cái tình hình thời sự hiện nay, đúng không ạ? Thì hàng ngày đang có rất nhiều những người mà họ mất việc. Đấy, và cái thống kê là trong vòng có 6 tháng đầu năm thôi, đã có khoảng 50.000, hơn 50.000 cái doanh nghiệp phá sản. 50.000 doanh nghiệp phá sản thì kéo theo đó là hàng triệu người. Và cái thông báo mới nhất là khoảng 1,3 triệu người họ đã bị mất việc, họ đã bị giảm thu nhập. Những người thất nghiệp rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có thấy rằng những người đó họ rất là khát khao để đi tìm một cơ hội để kinh doanh không ạ? Và chúng ta có đồng ý với Hoài Nam một điều là bên ngoài kia có rất nhiều các mô hình và đang lôi kéo họ. Và họ không làm thì thôi, nhưng mà khi họ làm họ trở thành con nợ. Và thậm chí khi họ làm thì họ càng lúc họ càng phải ôm hàng nhiều hơn và rủi ro càng ngày càng lớn. Và thậm chí những cái mô hình Ponzi lừa đảo mà đầu tư tiền vào, họ được vẽ, thiêu vẽ vượn lên đấy, họ được gọi là họ được cho những cái bánh vẽ để họ thấy rằng ngày hôm nay chỉ cần bỏ tiền vào thôi là mình có thể giàu được ấy. Và rất nhiều người đã bị lừa đảo như vậy. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay chúng ta biết rõ rằng công việc này của chúng ta là tốt, công việc này của chúng ta là tốt, và chúng ta là người đã nhìn thấy rất nhiều người họ thành công trong sự việc này. Tiếp tục nữa, chúng ta được nhìn thấy rất nhiều những cái nhân chứng mà họ đã thay đổi sức khỏe của họ. Và nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta tin rằng công việc này của chúng ta là tốt, thì chúng ta cần phải trang bị nó, cần phải giúp cho những cái người khác. Hoài Nam luôn có một quan điểm là nếu như mình có một cái sản phẩm tốt mà mình không đưa đến tay khách hàng, thì đó là lỗi của mình. Bao nhiêu trong số các cô bác anh chị đồng ý với Hoài Nam rằng nếu như ngày hôm nay mình biết mô hình kinh doanh của chúng ta là tốt,
biết là sự nghiệp của chúng ta là vô cùng tuyệt vời mà mình không đi chia sẻ với mọi người thì chúng ta là người có lỗi ạ. Thì hãy comment là tôi ạ. Chúng ta có thể cảm thấy có lỗi khi mình không giúp cho bạn bè mình biết về nó không ạ? Và Hải Nam thì luôn luôn cảm thấy có lỗi. Bởi vì khi mình biết nó là tốt như vậy, mình có một cái vũ khí tuyệt vời như vậy trong tay mà mình lại không giúp cho mọi người, thì đó chính là lỗi của chúng ta. Được không nào? Và trong khi rất nhiều người họ đang cầu cứu chúng ta. Và ngày hôm qua, ngày hôm chủ nhật ạ, Hải Nam nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn ạ. Và anh ấy đang là chủ ở một cái quán cà phê. Và một cái quán cà phê như vậy, anh phải mua nhượng quyền là 300 triệu. Và sau đó cái tiền thuê nhà hàng tháng là 60 triệu tiền thuê nhà. Và trong những cái tháng dịch vừa rồi thì mở mất ra là mất tiền. Cửa hàng thì phải đóng, mà nhân viên thì vẫn phải trả lương. Bởi vì cứ treo ở trên cái đầu đó, không biết là lúc nào được mở cửa. Nên là cũng không dám cho nhân viên nghỉ việc. Bởi vì bất kể lúc nào cũng có thể là mở cửa hàng lại được. Mà nếu mở cửa hàng lại mà không có nhân viên để phục vụ thì lại không có làm được. Thế là tiền nhà vẫn phải trả, tiền nhân viên vẫn phải trả, mà cửa hàng cứ đóng cửa như vậy. Và ngày hôm chủ nhật vừa rồi thì gọi điện cầu cứu Hải Nam, bảo là anh bây giờ hết đường rồi. Và anh thực sự là phải đóng cửa hàng rồi, không còn cố được nữa, không gượng được nữa. Em có cơ hội gì thì cho anh làm với. Và Nam thấy rằng thực sự là ngoài kia có rất nhiều người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì nếu ngày hôm nay chúng ta biết đây là một cái công việc tốt, thì đầu tiên chúng ta cần phải cho mình một cái thái độ đúng về ngành nghề này. Thứ nhất, chúng ta là người trao giá trị. Đúng nào? Chúng ta là người trao giá trị, người giúp đỡ người khác. Bởi vì chúng ta đang có một cái vũ khí, một vũ khí vô cùng lợi hại trong tay. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cần phải đi giúp đỡ những người mà họ đang gặp khó khăn, họ đang cần có một cái phương pháp để thay đổi cuộc đời của họ. Có một cái phương pháp để giúp cho họ là có được cái thu nhập trong cái mùa dịch này. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà Hoài Nam thực sự rất là vui. Hoài Nam có hai niềm vui trong ngày. Niềm vui thứ nhất là Hoài Nam đã hôm nay được nói chuyện với một người chồng của một chị thành viên ở trong team đội nhóm. Và lúc này anh ấy rất là ủng hộ vợ của mình. Và đấy là cái điều mà Hải Nam cảm thấy rất là vui, bởi vì Hải Nam biết rằng những cái người trong team đội nhóm là người mình sẽ phải đi dài cùng với họ, đi suốt cả cuộc đời với họ. Nên là việc Hải Nam mong muốn đó là gần gũi với gia đình của họ, với con cái của họ, để chúng ta trở thành những người thân thực sự, để thành người nhà thực sự. Và hôm nay được sự đồng ý của anh ấy và sự cổ vũ của anh ấy cho vợ của mình, Hải Nam cảm thấy rất là vui. Và một niềm vui nữa, đó là một thành viên mà thực tế là bạn ấy đã join vào cái hệ thống marketing của Hải Nam từ cách đây ít nhất là phải 5 tháng rồi. Nhưng mà sau rất nhiều chìm nổi, rất nhiều nỗi lo sợ, rất nhiều nỗi sợ hãi mà kìm hãm bạn ấy, thì đến ngày hôm nay bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn. Đã có thể bước ra được cái vùng an toàn. Hải Nam nhớ lại cái khoảnh khắc của Hải Nam, cái ngày mà Hải Nam quyết định đi học Eagle Game. Và lúc đó thì Hải Nam đã khóc khi Hải Nam quyết định là đăng ký khóa học. Và nhờ có khóa học đó, nhờ có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà Hoài Nam đã thay đổi được cuộc đời của mình. Hoài Nam rất là vui bởi vì ngày hôm nay lại có một người nữa dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bất chấp những rào cản rất là lớn từ phía gia đình, nhưng mà đã dám bước ra ngoài để thực hiện ước mơ của mình. Và chúng ta chỉ có thể làm được cái điều đó, chúng ta chỉ có thể truyền cảm hứng cho người khác, họ sẵn sàng chiến đấu để thực hiện ước mơ của mình, khi mà chúng ta có một cái niềm tin mạnh mẽ về cái ngành nghề mà chúng ta đang làm ạ. Bao nhiêu trong số các cô bác anh chị, chúng ta đồng ý với Hải Nam là chỉ khi nào chúng ta có một cái niềm tin mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể giúp được mọi người, họ bước ra được khỏi vùng an toàn của mình, thì hãy comment là tôi ạ. Và ngày hôm nay Hải Nam có hai niềm vui đó. Và tất cả nó đến bởi vì cái niềm tin mạnh mẽ của Hải Nam đối với sự nghiệp này, đối với sự lựa chọn này. Và Hải Nam cũng mong muốn là chúng ta đã xác định làm rồi, thì các cô bác anh chị cần phải chọn cho mình cái niềm tin đúng. Thứ nhất là niềm tin vào công ty, thứ hai là niềm tin vào sản phẩm, thứ ba là niềm tin vào ngành nghề, thứ tư là niềm tin vào bản thân của mình. Nếu mình còn không tin vào bản thân mình thì sẽ không có ai tin mình, đúng không nào? Nên là nếu như ngày hôm nay chúng ta chưa có được thành công thì chứng tỏ là chúng ta chưa có niềm tin. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta vẫn đang chạy theo bạn của mình, vẫn đang đi xin cơ hội từ bạn của mình, xin họ bố thí thời gian cho chúng ta, xin họ dành vài phút thôi cũng được, cố gắng để vào Zoom của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ có thể chốt được họ, không bao giờ có thể mời được họ vào Zoom. Bởi vì chẳng có ai mà họ lại lãng phí thời gian của họ cả. Và khi chúng ta bán rẻ cơ hội là như thế thì cũng chẳng ai muốn nhận cả. Và Hải Nam thì luôn luôn bán giá trị rất là cao cho cái phòng Zoom của chúng ta. Bán giá trị rất là cao cho cái mã đội nhóm. Đấy. Bán giá trị rất là cao cho cái cơ hội này. Bởi vì chúng ta định vị mình là người trao giá trị. Chúng ta không phải là người đi bán hàng, mà chúng ta là người đi trao giá trị, trao cơ hội, trao cái giải pháp cho họ để họ có được một kế hoạch tài chính, để họ có được sự tự do về tài chính, tự do về thời gian.
Và đây là cái thái độ mà các anh chị cần phải nạp cho mình. Thái độ, cái sự tin tưởng và cái quan niệm của ta về cái ngành nghề này. Tiếp theo đó nữa, chúng ta cần phải có cái thái độ cử chỉ đúng đắn. Một số người thì nói với Hoài Nam là không hiểu tại sao mà em hút về toàn những cái thằng mất dạy. Nó cứ toàn là ấm ở để nó giống như kiểu là để tán tỉnh hơn là tìm hiểu một cơ hội kinh doanh. Đó thì chúng ta cần phải xem lại là cái cử chỉ, cái lời nói của chúng ta đã chừng mực hay chưa. Khi mà chúng ta đến với công việc này chúng ta cần phải thể hiện cái sự nghiêm túc của mình. Thứ nhất là chúng ta không được phép là đặc biệt là chị em phụ nữ, nhất là những cô gái mà xinh xinh một chút thì rất là dễ bị khi mà chúng ta đăng tin hoặc khi chúng ta chia sẻ trên mạng xã hội là rất dễ bị ấm ở, đúng không ạ? Bị gọi là rủ dê nào kia. Nhưng nếu như cái thái độ của ta nó là nghiêm túc và chúng ta bán giá trị cao đối với ngành nghề này, đối với công việc của ta, và chúng ta thể hiện cái sự chuyên nghiệp của ta trong ngành nghề, thì sẽ không một người nào họ dám làm những cái điều đó với chúng ta, đúng không nào? Nên là bản thân chúng ta phải xem lại xem là mình đã nghiêm túc với cái ngành nghề này của mình hay chưa? Mình đã nghiêm túc với cử chỉ lời nói của ta khi chúng ta hẹn họ, đúng không? Khi chúng ta mời họ vào cơ hội kinh doanh hay chưa? Hay là chúng ta cũng lại nói bóng nói gió khiến cho họ bản thân đã giàu trí tưởng bở rồi, nhưng mà lại được chúng ta nói những cái từ mà dễ gây hiểu lầm, thì nó dẫn đến cái tình trạng như vậy. Nên là chúng ta tự dưng là mất toi những cái thời gian vào những cái người mà không thực sự là có nhu cầu, đúng không? Nên chúng ta cần phải chú ý về cái thái độ, cái cử chỉ của chúng ta, đặc biệt là cái ngôn ngữ của chúng ta khi chúng ta giao tiếp với khách hàng, thể hiện cái sự chuyên nghiệp của chúng ta. Và cái trang phục mà chị em cần, phụ nữ cần phải mặc đó là ít nhất phải là cái trang phục mà nó phải ít nhất là cách đầu gối chỉ một nắm tay thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi tư vấn khách hàng, mình đi hẹn khách hàng, khách hàng nam giới mà chúng ta lại mặc một cái váy mà ấy nó cứ nửa kín nửa hở, làm cho cái chỗ nó cần nhìn thì nó không nhìn, nó lại cứ nhìn một cái chỗ không cần nhìn, và sau đó khi nó nhìn rồi thì chúng ta nói gì họ cũng không có nghe, bởi vì họ mãi tập trung vào những cái chỗ khác, đúng không nào? Nên là chúng ta cần phải mặc một cái váy dài. Cái váy dài ít nhất là phải có thể không thích mặc váy quá dài khi mà chùm đầu gối, thì chúng ta có thể mặc những cái váy mà nó ngắn, cách đầu gối chúng ta khoảng một cái nắm tay, như vậy là hợp lý để khi chúng ta ngồi xuống thì nó không bị to lên quá cao. Và trang phục nó thể hiện cái con người của chúng ta. Khi chúng ta làm một cái lĩnh vực đó là tư vấn thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng là những cái lời tán tỉnh bông cua như vậy, nhưng mà khi chúng ta chọn một cái trang phục là nghiêm túc để đến gặp khách hàng thì họ sẽ tôn trọng ta. Và tiếp theo đó nữa là khi mà chúng ta gặp khách hàng thì chúng ta phải thể hiện cái phong thái của chúng ta, sự đường hoàng, chính trọng của chúng ta trong cái ngành nghề, đúng không nào? Nên là đây là một cái điều rất là nhạy cảm, và bản thân Hoài Nam đã trải qua rất là nhiều cái ngành nghề mà thiên về tư vấn, nên Hoài Nam biết rằng đàn ông bản năng của họ là đi trăng hoa, đi tung những cái lời ong bướm để tán tỉnh, để cãi treo gẹo. Nên là các anh chị cần phải thể hiện với thái độ như vậy thì chúng ta sẽ chọn được đúng người tham gia với chúng ta, bởi vì chúng ta đi tìm người kinh doanh chứ không phải là chúng ta đi tìm những cái người đến tán tỉnh ta, đúng không nào? Lương vẫn cũng bị tán, đúng không? Đấy, chúng ta cần phải lưu ý cái điều đó. Và cái cử chỉ lời nói của chúng ta và cái hành động của chúng ta, thì người ta nói rằng cái hành động thì tạo ra thói quen sẽ tạo ra kết quả, và kết quả thì sẽ tạo ra số phận, đúng không ạ? Và gieo thói quen thì gặt về số phận. Nên là mọi thứ trong cuộc đời này của chúng ta nó đơn giản chỉ là thói quen thôi. Đấy, khi mà chúng ta tạo cho mình một cái thói quen là nghiêm túc và trân trọng cái cơ hội này, và đặc biệt là một cái tâm thế là trao đi cơ hội, trao đi giá trị, thì lúc này khách hàng sẽ tôn trọng chúng ta. Chúng ta càng nghiêm túc bao nhiêu, chúng ta càng bán giá trị cao bao nhiêu thì khách hàng càng trân trọng chúng ta. Và đặc biệt nữa là chúng ta cần phải thay đổi cái tâm trạng của chúng ta. Và Nam thấy rằng rất nhiều người chúng ta có thể bỏ cả cuộc đời của mình để đi làm thuê, để đi xây giấc mơ của người khác. Nhưng mà đến khi mà đi xây giấc mơ của mình thì có người, nhiều người chúng ta làm 1-2 tuần ấy, 1 tháng sau không thấy có kết quả. Thế là chúng ta bỏ cuộc, đúng không nào? Và đây chính là một cái sai lầm rất là lớn. Và hầu như chúng ta bị mắc phải như vậy. Nhưng Hà Nam thử đặt một câu hỏi ngược lại. Giả sử như ngày hôm nay, các anh chị đi làm thuê với 8 tiếng một ngày. Và các anh chị chuyển cái thời gian 8 tiếng đó để các anh chị làm việc tại Ginette. Và cũng dành cho nó 8 tiếng làm việc nghiêm túc như thể các anh chị đang đi làm thuê. Thì chắc chắn là các anh chị có kết quả. Nhưng mà khổ nỗi, cái ngành nghề này của chúng ta nó khó khăn nhất một thứ. Đó là quản lý bản thân. Đó là kỷ luật bản thân. Đúng nào? Bởi vì khi mà chúng ta đi làm ở những cái môi trường mà bị soi mói thì chúng ta làm hết sức hết lực lên để chúng ta làm việc. Nhưng mà về đây chúng ta có được cái sự tự do, nhưng mà cái sự tự do lại là cái mà nó ảnh hưởng lớn đến thành công của ta. Và những cái người nào mà không kỷ luật được bản thân thì rất là khó để thành công trong lĩnh vực này.
Nên là cái yếu tố mà chúng ta cần phải thay đổi, đó là thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta về cái việc mà chúng ta đang làm, và chúng ta thay đổi cái cách mà chúng ta sử dụng thời gian của chúng ta. Đừng nghĩ rằng chúng ta có 8 giờ một ngày là nhiều, mà hãy luôn luôn biết cách sắp xếp thời gian và làm việc hợp lý, chọn những việc quan trọng để chúng ta làm, và đặc biệt là những việc phải làm ạ, mà những cái việc mà tạo ra kết quả thì chúng ta cần phải làm vào lúc mà chúng ta đang tràn ngập năng lượng nhất. Và các cô bác anh chị hãy comment giúp phải nào ạ, là theo các anh chị ạ, thì khi mà kinh doanh tại chữ nét thì cái việc nào là việc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm hàng ngày thì nó mới có kết quả. Hãy comment giúp Hải Nam ạ, xem là cái việc nào là việc mình cần phải làm hàng ngày để nó có kết quả. Comment nào, comment cho chúng ta có biết được cái việc không? Bởi vì cái việc chúng ta chọn ra những việc quan trọng chúng ta làm hàng ngày là cái giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và nó mới mang lại kết quả của ta, được không nào? À, việc học ạ, gì nữa ạ? Mời khách học, ok, gì nữa ạ? À, học Zoom, học tập, họp, thay đổi tư duy và học tập, lập danh sách khách hàng, lên danh sách khách hàng, mời khách hàng, học và hành, rất tuyệt vời. Và chúc mừng những anh chị mà chúng ta nói rằng ạ, hàng ngày chúng ta cần phải học, cái điều đó là đúng. Nhưng mà có những người chúng ta bị mê học quá và chúng ta chỉ học thôi mà chúng ta không hành thì không bao giờ có kết quả. Nếu chúng ta chỉ học thôi ạ mà chúng ta không hành thì không bao giờ có kết quả. Và Hoài Nam, cái tốc độ thành công của Hoài Nam nhanh hơn các cô bác anh chị một chút là đơn giản bởi vì ạ, Hoài Nam đã nghĩ là cái gì ạ, là lao vào làm như điên luôn, bằng mọi cách để dồn toàn lực vào làm một cái việc đó trong một cái thời điểm để cho nó ra kết quả thì thôi, đúng nào? Nên là chúng ta học thôi không đủ, mà học cần phải đi hội đôi với hành. Ví dụ như ngày hôm nay, khi chúng ta học về cái tâm thế thái độ của mình thì ngay lập tức chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy của mình và bắt đầu thực hành cái việc thay đổi tư duy của chúng ta, đúng nào? Tiếp theo đó nữa là chúng ta thấy rằng mình ăn mặc trên như này chưa phù hợp với công việc lắm, thì chúng ta cần phải chọn cho mình những cái bộ trang phục phù hợp để chúng ta làm công việc của ta, đúng nào? Ấy, không cần phải quá là sang chảnh, không cần phải theo mốt, mà nó quan trọng nhất là sự phù hợp, đúng nào? Trong cái ngành nghề này, sự quan trọng nhất đó là sự phù hợp, đúng nào? Và nếu như chúng ta học xong mà chúng ta không hành thì không bao giờ có kết quả. Và việc chúng ta cần làm và quan trọng số 1 nó tạo ra kết quả của ta, đó là chúng ta hàng ngày phải rèn luyện thói quen là hàng ngày phải lập danh sách khách hàng, hàng ngày phải lên danh sách khách hàng, phải tiếp cận khách hàng, phải mời khách. Đúng như Hòa nói ạ, và chị Hoàng Nguyễn nói là lên danh sách khách hàng, tiếp cận, mời khách và cùng với học và hành, đúng không nào? Chúng ta học về cái bài 8 bước thành công thì chúng ta cần phải biết cách phân loại khách hàng, biết cách lập danh sách khách hàng. Và chúng ta, bao nhiêu trong số các anh chị ạ, chúng ta đã học những cái bài đào tạo này nhiều lần là chúng ta học đi học lại rồi, nhưng mà bao nhiêu trong số các cô bác anh chị chúng ta đã có danh sách khách hàng, hãy comment giúp Hoài Nam. Nếu như các anh chị đã có danh sách khách hàng thì hãy comment là tôi ạ. Nếu chúng ta đã có và học xong, mình đã làm được cái danh sách khách hàng của mình thì hãy comment là tôi ạ. Ok, chúc mừng. Hòa Nguyễn, Trần Thu Thủy, Đức Khang là đã có danh sách khách hàng. Chị Mỹ Tuyên đã có danh sách khách hàng. Chính xác, rất là tuyệt vời. Chúc mừng các anh chị. Bởi vì đã là một người làm kinh doanh, đã là một người sale thì không thể nào không có danh sách khách hàng. Bởi vì đó chính là máu của chúng ta. Một người kinh doanh thì máu của chúng ta chính là danh sách khách hàng, đúng không nào? Và đó chính là tài sản của chúng ta, nên bắt buộc chúng ta cần phải có cái tài sản đó. Chúc mừng tất cả chúng ta, những người đã có danh sách khách hàng trong tay của mình, đúng không nào? Nhưng mà có danh sách khách hàng thôi không đủ, mà chúng ta cần phải lên kế hoạch tiếp cận họ như thế nào, đúng không nào? Chúng ta sẽ học ở phần sau, và Nam sẽ hướng dẫn các anh chị lập danh sách khách hàng và cái chiến lược, cái kế hoạch để chúng ta tiếp cận họ. Tiếp theo đó nữa là chúng ta cần phải học mọi thứ ở cái tâm trạng là chiếc ly rỗng. Giống như Hoài Nam, khi Hoài Nam mới vào đây, Hoài Nam một sai lầm chết người, đó là Hoài Nam ạ, cái tôi quá cao, lúc nào cũng tự bảo mình ạ là mình giỏi như vậy rồi, mình cần gì phải học ai. Thế là mình hào hùng hục, mình làm theo cách riêng của mình, và cuối cùng ạ, người thiệt là ai ạ? Người thiệt là chính là mình, đúng không nào? Nên chúng ta hãy học tập với một cái tâm trạng là chiếc ly rỗng để chúng ta có thể học tập trọn vẹn kiến thức này. Và thậm chí là các anh chị cũng vẫn là bài 8 bước cơ bản, nhưng Hoài Nam giảng một kiểu ấy, La Trần giảng một kiểu, hay là Hoàng Phương làm một kiểu, Hoàng Hà làm một kiểu, đúng không ạ? Và mỗi một chủ giảng thì ở trong đó họ có rất là nhiều các kinh nghiệm họ chia sẻ ở trong đó. Nên là chúng ta cần học từ nhiều người. Và khi chúng ta học từ nhiều người như vậy, chúng ta mới tổng hợp lại được thành cái kỹ năng của riêng mình, đúng không nào? Nên là hãy học từ nhiều người. Và cách học đó là cách học ạ, học từ nhiều những người thành công để chọn được những cái keyword hay nhất cho mình, đúng không nào? Đừng nghĩ rằng ạ, tôi học rồi nên là tôi không cần học nữa. Bởi vì đấy là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm, đúng không nào?
Đấy. Và chúng ta cần phải là làm thay cái thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta là những người đi làm thuê và chúng ta giữ mình ở cái tâm trạng là người đi làm thuê, nên là chúng ta có một cái thái độ là đi xin cơ hội, đi xin thời gian của người khác, xin người khác họ dành thời gian cho chúng ta để họ nghe cơ hội này. Nhưng mà chúng ta vào đây chúng ta cần phải hiểu chúng ta đang là người trao cơ hội. Và một thái độ cần phải làm nữa, đó là thái độ của người làm chủ. Theo các anh chị ạ, có người làm chủ nào mà chờ nhắc là vào học đi em? Có người làm chủ nào mà nhắc là dạy mời khách đi em không ạ? Hay là những người chủ thì thường xuyên là sẽ chủ động trong tất cả mọi hoàn cảnh, sẽ chủ động trong tất cả mọi công việc ạ. Và định vị thì quyết định địa vị. Nếu như ngày hôm nay mình định vị mình là chủ doanh nghiệp của mình và mình định vị doanh nghiệp này là doanh nghiệp của mình, vậy thì chúng ta phải dành thời gian cho nó. Cũng giống như vậy, Hoài Nam không hề có bất kỳ một lãnh đạo nào nói với Hoài Nam là: Nam, em phải làm việc đi, em phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm đi đấy, để mà xây dựng hệ thống. Chẳng ai nói với điều đó với Hoài Nam. Nhưng Hoài Nam thấy rằng mình cần phải xây dựng đội nhóm cho mình cần phải xây dựng hệ thống cho mình, nên là lập tức mình cũng tự lên kế hoạch và mình tập trung vào mình làm việc. Hoài Nam làm việc những ngày mà từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm vẫn tràn đầy năng lượng, và Hoài Nam không có phải đòi hỏi rằng tuyến trên anh phải hỗ trợ em, anh phải giúp đỡ em, bởi vì em đang làm cho anh. Cái đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Hoài Nam không hề cần điều đó. Hoài Nam cứ hùng hục Hoài Nam làm thôi, cứ hùng hục Hoài Nam làm thôi, bởi vì Hoài Nam luôn luôn quan điểm rằng mình sẽ nhìn xuống dưới, mình phải là người dẫn đường cho team đội nhóm của mình. Còn tuyến trên giúp đỡ mình thì mình biết ơn, mình cảm ơn. Còn không giúp mình thì mình vẫn phải giúp đỡ team đội nhóm của mình. Mà chúng ta cần phải cho mình một cái tâm trạng như vậy, tâm trạng của một người chủ. Chúng ta là người chủ doanh nghiệp của chúng ta, nên là đã là người chủ doanh nghiệp rồi thì trên mình có ông giám đốc nào khác ngoài mình đâu, đúng không? Nên là chúng ta cần phải giữ cái tâm trạng đó để chúng ta nhìn xuống phía dưới là những cái người đội nhóm của chúng ta chính là doanh nghiệp của chúng ta. Để từ đó chúng ta sẽ làm chủ công việc của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm với cái kết quả của team đội nhóm của chúng ta, với kết quả thành công của chúng ta, được không nào? Đấy, nên là chúng ta cần phải thay đổi cái tâm trạng của người làm thuê thành tâm trạng của người làm chủ, đúng không nào? Đấy, chúng ta cần phải có một cái thứ nữa, đó là lòng biết ơn. Bởi vì Hoài Nam đọc một cuốn sách, đó cuốn sách The Magic, thì ở trong đó nó có một câu nói mà khắc cốt ghi tâm đối với Hoài Nam, đó là người nào có lòng biết ơn người đó được cho thêm, còn kẻ nào không có lòng biết ơn thì ngay cả những gì nó đang có thì cũng sẽ bị lấy mất đi. Nên nếu như ngày hôm nay chúng ta muốn có được thành công vang dội trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta muốn có được thành công và chúng ta muốn có được những kết quả tốt đẹp, thì chúng ta cần phải có lòng biết ơn. Và đặc biệt là trong ngành nghề kinh doanh hệ thống này, nếu chúng ta là người không có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ nhân bản đúng cái thái độ đó, đúng cái con người đó của chúng ta. Chúng ta sẽ hút về bên cạnh mình những người không có lòng biết ơn. Và tất cả những người không có lòng biết ơn ấy, thì họ luôn luôn phán xét, luôn luôn là trách cứ. Và thực sự là chúng ta khi làm việc với những người như vậy, chúng ta vô cùng mệt mỏi. Nên là chúng ta muốn nhân bản được cái hệ thống của mình và muốn có một cái team đội nhóm đoàn kết, yêu thương, có lòng biết ơn, có sự cống hiến, thì bản thân ta phải trở thành người có lòng biết ơn và phải trở thành người luôn luôn sẵn sàng cống hiến trước đã, đúng nào? Và chúng ta cần phải thay đổi cái hình tượng của chúng ta. Nếu trước đây chúng ta là một người mà đi ra ngoài có thể ăn mặc úi xùi như thế nào cũng được ạ, thì bây giờ chúng ta đang xác định là chúng ta bắt đầu một cái sự nghiệp mới, và đặc biệt là cái ngành nghề là tư vấn chăm sóc sức khỏe sắc đẹp. Mình nói với người ta rằng tôi đang kinh doanh dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chống lão hóa trẻ hóa, tôi đang kinh doanh dòng sản phẩm là làm đẹp, là chăm sóc sức khỏe, mà cái mặt của mình nó xanh le ra lúc nào cũng vậy, nhìn là không có một tí sức sống nào. Và tiếp theo đó, cái da của chúng ta nó xấu quá cả, mà chúng ta đi tư vấn cho người ta về làm đẹp da là bộ thẩm mỹ không dao kéo, thì theo các cô bác anh chị ạ, là có ai mua hàng của chúng ta không ạ? Hay người ta quay lại người ta nói rằng mặt của mày đã đẹp chưa mà mày đi bán hàng cho tao, đúng nào? Mày đã có sức khỏe chưa mà mày tư vấn sức khỏe cho tao, đúng nào? Nên là chúng ta muốn làm gì thì làm thì chúng ta cần phải đầu tư. Đầu tư vào đâu ạ? Là chính là cái cơ thể này, chính là cái mặt tiền này. Chúng ta cần phải đầu tư về cơ thể của ta để chúng ta có cái sức khỏe đã, chúng ta có cái sắc đẹp đã, đúng nào? Không phải là đẹp mà theo cái việc mà thẩm mỹ ấy, mà cái làn da, cái sức sống của chúng ta, cái mặt của chúng ta nó có năng lượng, nó có hồn, nó có sức sống, chứ không phải là nhìn mặt lúc nào cũng xanh lét, lúc nào cũng trông không có một tí sức lực nào. Và cái năng lượng của ta nó quyết định sự thành công của chúng ta. Bây giờ mình đến tư vấn một khách hàng mà: anh ơi, cái sản phẩm này của em nó tốt lắm anh ạ, anh mua nó đi, anh có quyền cổ đông ạ. Cái sản phẩm này là sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, anh mà dùng nó thì anh sẽ có được sức khỏe. Và mình vừa nói mình vừa thở hồng hộc ạ, mình vừa nói mình còn không thở ra hơi nữa ạ. Thì có người nào họ muốn đi cùng ta không ạ?
Nhưng mà ngược lại, các anh chị làm việc với một người mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nói rằng anh, đây là cơ hội dành cho anh, và em tin chắc rằng với cơ hội này nó sẽ giúp em có thể thay đổi cuộc đời của mình. Và chúng em đã giúp rất nhiều khách hàng, họ đã thay đổi hoàn toàn sức khỏe của họ. Em đã rất giúp được rất nhiều những người mà đã thành công trong lĩnh vực này. Và đây là cơ hội em đang trao lên cho anh. Nếu chúng ta hay thay đổi cái trạng thái sức khỏe của ta, cái hành động, cái năng lượng của ta, thì theo các cô bác anh chị, với một cái người vừa nói vừa thở hổn hển và một cái người mà năng lượng như vừa rồi, thì các anh chị muốn làm việc với ai ạ? Các anh chị muốn làm việc với ai ạ? Đúng không nào? Đấy, nên là chúng ta cần phải cho mình một cái định vị bản thân mình. Chúng ta định vị mình là ai trong sự nghiệp này, để chúng ta có được những cái lựa chọn tốt nhất cho mình, đúng không nào? Rồi, và một cái mà nó vô cùng quan trọng, đó là danh sách khách hàng. Đó chính là danh sách khách hàng của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta cần phải lập cái danh sách khách hàng từ ít nhất là 250 người đến 500 người. Và nhớ là khi chúng ta lập danh sách khách hàng thì có một cái nguyên tắc, đó là không gạch chéo. Chúng ta sẽ, việc đầu tiên là chúng ta viết xuống những cái tên của họ đã. Chúng ta viết xuống những cái tên của họ. Đầu tiên là bỏ điện thoại đi. Và hồi nào khuyên các anh chị là chúng ta lập danh sách theo alphabet. Ví dụ như này, đầu tiên là A là người quen, A là họ hàng. Đầu tiên là A là họ hàng. Thì trong họ hàng thì có họ hàng bên nội này, họ hàng bên ngoại này, đúng không? Đấy, có cô, dì, chú, bác, anh, chị, em. Đấy, bên chồng, bên, ví dụ như là bên nội, đúng không? Thì có cô này, thì có chồng của cô này, đúng không? Có bác ấy, thì là vợ của bác này, hay là chồng của bác này. Xong đó chồng của bác, vợ của bác, thì lại bắt đầu có con, có cháu này. Đấy, sau đó chúng ta cứ như vậy, liệt kê ra từng gia đình một. Từng gia đình một, mà chúng ta sẽ lập ra được một cái danh sách hàng có rất là nhiều người, đúng không nào? Và cứ như vậy chúng ta không, đầu tiên khi chúng ta lập danh sách một cái sai lầm mà khi Hoài Nam làm là Hoài Nam hay bị nhẩn tóc, và Hoài Nam không moi hết được hết cái tư duy của mình, không moi được hết các mối quan hệ của mình, đó là mình cứ bị phụ thuộc của cái điện thoại. Nhưng mà ngày hôm nay Hoài Nam muốn các anh chị thử một cách lập danh sách, mà khi các anh làm, anh chị làm theo cách này, không bao giờ chúng ta cạn được nguồn. Đó là chúng ta bỏ điện thoại sang một bên. Việc của mình là tập trung lôi trong đầu mình những cái suy nghĩ của chúng ta. Đầu tiên là họ hàng, thì có bên nội, bên ngoại. Đấy, thì bên nội bên ngoại có những ai, và viết ra những cái tên. Đầu tiên là viết xuống những cái tên trước đã. Rồi sau đó, sau khi mà lập hết danh sách khách hàng rồi, danh sách người họ hàng rồi, thì chúng ta lập đến danh sách là bạn bè. Bạn bè thì trong đó đầu tiên là ví dụ chúng ta chọn là bạn học đại học trước. Bạn học đại học thì chúng ta liệt kê hết những cái người bạn trong lớp học đại học của mình, và cứ nghĩ đến người này thì tự dưng nó kéo trí nhớ của chúng ta nhớ ra người kia, nhớ ra người kia, và cứ như vậy chúng ta sẽ nhớ được hết những cái người bạn của mình. Tiếp theo đó nữa là đến bạn học cấp 3, bạn học cấp 2, bạn học cấp 1, bạn mẫu giáo, đấy gọi là bạn học. Tiếp theo đó nữa thì đến nhóm bạn học cùng các lớp phát triển bản thân này, bạn học cùng các cái lớp kỹ năng gì gì đó, chúng ta cứ viết hết ra. Và đầu tiên là viết xuống những cái tên trước đã. Sau khi bạn học rồi thì chúng ta lại đến là các cái ví dụ như là đồng nghiệp này, thì đồng nghiệp của công ty cũ, công ty mới, bao nhiêu công ty chúng ta liệt kê hết ra. Và cũng như vậy theo nguyên tắc là không sử dụng đến điện thoại, cứ ngồi viết ra. Sau khi bạn đồng nghiệp rồi thì tiếp tục đến là bạn ở chỗ tiêu tiền chẳng hạn. Và Hoài Nam sướng nhất là cái nhóm khách hàng ở chỗ chưa tiêu tiền, bởi vì mình đã tiêu tiền đối với họ thì mình phải kiếm lại tiền từ chỗ đó. Đó là một cái chiến lược mà Hoài Nam học trong Eagle Game, đó là chiến lược follow my money. Chúng ta tiêu tiền ở đâu thì chúng ta cần phải biến cái nơi đó trở thành nơi chúng ta kiếm tiền. Tức là giả sử như ngày hôm nay, chị em phụ nữ chúng ta hay là cắt cánh mày râu, đúng không ạ? Chúng ta đi cắt tóc ở đâu đó thì chúng ta phải bằng mọi cách biến cái ông chủ cắt tóc đó trở thành đối tác kinh doanh của chúng ta. Ở ngày hôm nay chị em phụ nữ chúng ta hay mua giày ở đâu ạ? Thì chúng ta hãy biến cái người chủ của tiệm giày đó, hay nếu không thì cũng phải là nhân viên ở tiệm giày đó, trở thành khách hàng của chúng ta. Đó gọi là follow my money. Ngày hôm nay chúng ta ra chợ và chúng ta có được những cái mua được hàng, hay đi chợ mua thịt của nhà nào, thì chúng ta cần phải biến cái chủ cái cửa hàng thịt đó trở thành khách hàng của chúng ta. Và cứ như vậy, bất kể chỗ nào chúng ta tiêu tiền thì chúng ta cũng phải kiếm tiền được từ đó, đúng không nào? Nên là cái việc mà chúng ta dùng tiền để chúng ta mua người là cái cách vô cùng dễ dàng, bởi vì mình là khách hàng của họ nên là đôi khi họ phải nể mình một vài phần. Hoài Nam cũng chính là vì vậy mà Hoài Nam bị chốt vào làm bảo hiểm ở công ty MB. Cái chị quản lý của Hoài Nam là khi mà chị phát hiện Hoài Nam là một người có tố chất, nên và Hoài Nam lại mới nghỉ ở công ty bảo hiểm Melrine. Thế là bắt đầu chị tiếp cận với Hoài Nam không phải bằng bảo hiểm nữa, mà tiếp cận bằng sinh trắc vân tay. Chị
nhờ mình đến là tư vấn cho chị ý. Và sau đó thì lại tiếp tục ạ là muộn làm thêm cho con chị ý. Và hai lần như vậy chị có cơ hội gặp mình. Thế là hai chị em cứ qua lại và gần gũi như vậy. Và từ chỉ đơn giản là một khách hàng là mua sinh trắc vân tay, sau đó cứ gần gũi dần và bắt đầu mới nói đến cái bài toán là bảo hiểm nhân thọ. Và tại tại cái thời điểm đó thì Hoài Nam đang cố để mình sẽ format hết và mình sẽ quyết định là mình tập trung làm sinh trắc vân tay thôi. Nhưng mà khi mình thấy chị cũng cũng thật sự rất là nhiệt tình, thế là tự dưng chả biết lúc nào lại quyết định là quay trở lại làm bảo hiểm và sang công ty MB. Và đây chính là chiến lược follow my money. Nên với những người mà đã chúng ta đã trả tiền cho họ, đã mua hàng từ họ thì lúc này chúng ta là khách hàng của họ. Và vì chúng ta là khách hàng của họ nên là chúng ta họ phải chăm sóc chúng ta. Và nhờ đó mà chúng ta có cớ để mời họ tham gia cái phòng Zoom của chúng ta, đúng không nào? Nhất là khi mà các anh chị áp dụng cái quy trình mà Hoài Nam có chia sẻ là cái quy trình là kỹ năng khơi gợi nhu cầu, kỹ năng bộ câu hỏi khơi gợi nhu cầu ấy. Các anh chị sử dụng cái câu hỏi đó mà tiếp cận với khách hàng thì đảm bảo luôn bách phát bách trúng, đúng không nào? Đấy là cái việc mà chúng ta lập cái danh sách khách hàng ở nơi chúng ta tiêu tiền. Và khi này nó có thể có thêm những cái mối quan hệ nữa là ở những cái danh sách là những cái mối quan hệ khác của chúng ta. Và mỗi người chúng ta sẽ có những cái nhóm khách hàng khác nhau thì việc của chúng ta là lập theo danh sách và alpha b a b c d x y z gì đó. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu là sau khi mà có danh sách khách hàng rồi thì chúng ta cần phải quay lên tường cá nhân của họ, dùng những cái tên đó chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu về họ, đúng không nào? Chúng ta lên tường của họ và bắt đầu tìm hiểu về họ xem là cái giai đoạn này đây họ đang gặp vấn đề gì, ta cần phải hỏi han họ, hâm nóng lại mối quan hệ, đúng không nào? Đấy, và sau khi hâm nóng lại mối quan hệ, sau khi bắt đầu là tìm hiểu thông tin đấy, thì bắt đầu chúng ta bổ sung thông tin vào cái danh sách khách hàng này. Đầu tiên là chúng ta cần phải bổ sung về cái số điện thoại của họ hoặc ít nhất là cái tài khoản Zalo hay là cái tài khoản Facebook của họ, đúng không nào? Sau đó chúng ta cần biết là hiện tại họ đang sống ở đâu, họ đang sống ở tỉnh thành nào. Giả sử như họ ở Hà Nội thì chúng ta có thể đặt hẹn họ trực tiếp, đúng không? Còn nếu như họ ở xa thì chúng ta cần phải tìm một cái cơ hội nào đấy, một cái cớ nào đấy để chúng ta đến đất nhà của họ, đúng không nào? Ấy nên là chúng ta sẽ cần một cái ô đầu tiên là ô về số thứ tự này, tiếp theo là ô họ về tên, tiếp theo nữa là cái ô về quê quán, đúng không nào? Cái số điện thoại. Và cái mà Hoài Nam thấy là quan trọng nhất đó là phần sở thích của họ, đó là phần sở thích của họ. Bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện với một người mà có cùng sở thích với chúng ta thì chúng ta có thấy cảm thấy là thích nói chuyện với họ không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị ạ, chúng ta khi nói về sở thích của mình ạ, chúng ta có thể nói chuyện mà không biết chán. Và khi gặp một ai đó có cùng sở thích của chúng ta thì chúng ta rất là thích nói chuyện với họ. Thì hãy comment là tôi ạ. Có ai trong số chúng ta như vậy không ạ? Và Hoài Nam là người như thế. Hoài Nam rất thích nói chuyện với những người mà có cùng sở thích với mình. Và khi có cùng sở thích với nhau ạ thì chúng ta dễ dàng đồng điệu với nhau hơn. Và trong một kỹ thuật về giao tiếp nó gọi là matching and amazing, tức là bắt chước nhau, ấy, mô phỏng cái hành động của nhau và tìm đến những cái điểm chung. Nên trong câu chuyện chúng ta cần phải tìm được những cái sở điểm chung với họ. Và đó, ta chỉ làm được cái điều đó khi mà các cô ba anh chị chúng ta biết được là cái sở thích của người này là gì. Và để biết được sở thích của họ thì chúng ta cần phải lên tường cá nhân của họ. Bởi vì bây giờ tìm hiểu một thông tin của một người nó dễ dàng hơn trước đây rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần biết về cái tài khoản Zalo của họ, chúng ta chỉ cần biết về tài khoản Facebook của họ, và sau đó là chúng ta lên đó chúng ta nghiên cứu về họ xem là họ hay nói về cái điều gì, họ hay làm cái điều gì, đúng không ạ? Và khi họ hay nói hay làm cái điều gì thì đó chính là cái sở thích của họ. Ví dụ như hôm trước Hoài Nam có phân tích cho các anh chị em một cái chiến lược để tiếp cận một khách hàng, đó là khi mình lên tường cá nhân của họ, mình thấy trên tường họ liên tục có những cái ảnh check in, những cái ảnh chụp ảnh selfie này check in, và lúc này Hoài Nam nhận diện ra ngay lập tức cái tính cách của người này và cái tử huyệt mà họ muốn. Theo các anh chị ạ, khi mà chúng ta lên tường Facebook của một người nào đó và chúng ta thấy rằng họ liên tục có những cái bức ảnh selfie chụp ảnh tự sướng check in ở rất nhiều cái điểm tham quan du lịch, thì theo các anh chị chúng ta lên tư vấn cái gì cho họ, nên dùng cái gì tại Tredex để chúng ta bán cho những người như này, comment giúp Hải Nam nào. Nếu như các anh chị lên tường Facebook của một người nào đó và mình thấy họ comment họ chụp ảnh check in rất là nhiều thì rất là tuyệt vời, Hoàng Nguyễn đã nói đúng rồi đấy ạ. Chúng ta đừng nói với họ về cơ hội kinh doanh, chúng ta đừng nói với họ cơ hội về chữa bệnh, mà chúng ta hãy nói với họ về cái cơ hội được đi du lịch miễn phí. Và đây gọi là tử huyệt cảm xúc của khách hàng. Và các anh chị chỉ có thể làm được cái điều này khi chúng ta lên tường cá nhân của họ để chúng ta nghiên cứu xem họ hay nói về điều gì, đúng không nào? Nên là có đôi khi ở Junet chúng ta thấy rằng có rất nhiều thứ các anh chị có thể bán, đúng không nào? Chúng ta có thể bán cái cơ hội du lịch này, chúng ta có thể bán cái tầm nhìn là phát triển doanh nghiệp ra toàn cầu,
ta có thể bán cái tầm nhìn đó là việc làm thêm, chúng ta có thể bán cái tầm nhìn là tự do về tài chính, chúng ta có thể bán cái tầm nhìn là phát triển bản thân. Có rất nhiều thứ tại Junet chúng ta có thể bán được, chứ không phải là chỉ có sản phẩm của chúng ta, đúng không nào? Nếu cái người là bán hàng thành công á, là người biết bán ước mơ, bán tầm nhìn, chứ không phải là bán cái hộp sản phẩm, đúng không nào? Nếu như ngày hôm nay các anh chị cầm cái hộp sản phẩm đi bán cho khách hàng, thì anh Nam khẳng định luôn, người ta sẽ luôn luôn so sánh tại sao ở trên kia nó mua giá như thế này, tại sao chỗ kia bán giá thế kia. Còn nếu như ngày hôm nay các anh chị bán cho họ cái kết quả của ước mơ, bán cho họ cái kết quả khi trải nghiệm sản phẩm, thì không bao giờ các anh chị bị so sánh về giá. Đấy là với những cái người là bán lẻ sản phẩm. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta tìm những cái người đồng đội kinh doanh cùng với mình, mà bây giờ họ thích là đi du lịch, mình lại không có nói cho họ về đi du lịch, mình cứ suốt ngày mình lải nhải, mình nói về sản phẩm, mình nói về kinh doanh, trong khi người ta đã dư giả về tài chính rồi, thì họ mới có thể đi du lịch khắp nơi mà họ không phải lo lắng, đúng không? Ít nhất những người có thể thường xuyên đi du lịch là những người đã có phần nào đó cái sự tự do về tài chính, họ đã kiếm được tiền cũng khá khá rồi, thì họ mới có thể đi du lịch thường xuyên như vậy. Ai đồng ý với Hải Nam quan điểm đó, đúng nào? Vậy thì ngày hôm nay họ đã có kiếm được tiền rồi, ít nhất là họ cũng thoải mái và dư dật hơn những người khác. Nhưng mà mẹ cứ chỉ nói về kiếm tiền thôi, họ đâu quan tâm. Nhưng mà nếu chúng ta chạm vào cái điểm chạm đó là được đi du lịch, trong khi mình xem tưởng của họ toàn là đi du lịch trong nước thôi. Như vậy nghĩa là bây giờ mình bán cái tầm nhìn là đi du lịch đẳng cấp 5 sao ở cái nước châu Âu. Lúc này ạ, thì bao nhiêu số các anh chị chúng ta thấy rằng mình hoàn toàn có thể bán hàng được cho cái khách hàng này, bán cái ước mơ, bán cái cơ hội để đi du lịch, đúng không nào? Nên là khi mà chúng ta biết rõ cái phần sở thích của khách hàng là cái lúc chúng ta biết là chúng ta đưa ra cái mồi câu gì. Trong thuật ngữ về marketing thì nó hay gọi là mồi câu để câu cá, đúng không nào? Vậy thì khi chúng ta nghiên cứu với khách hàng, chúng ta sẽ tìm ra được cái mồi câu phù hợp với khách hàng. Tiếp tục nữa, nếu giả sử như các anh chị lên tường cá nhân của họ và chúng ta thấy rằng là họ rất hay nói về tiền, họ hay kêu ca phàn nàn về công việc và sự đau khổ của họ vì công việc của họ, và chúng ta thấy rằng người này họ đang quan tâm đến việc tìm kiếm một cơ hội, và chúng ta lên tường của họ tiếp tục cái phần like các trang phần chua ở các nhóm ấy, thì chúng ta thấy rằng họ chua rất là nhiều các nhóm liên quan đến kinh doanh, các like những cái page mà liên quan tới kiếm tiền, tới việc làm thêm. Và lúc này thay vì mình lại cứ lao vào mình nói cho họ về cơ hội du lịch, ở trong khi tiền ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà đi du lịch. Và vì họ đang khó khăn với cơm áo gạo tiền nên là cái ước mơ du lịch nó trở nên vô cùng xa vời với họ. Và vì chúng ta biết rằng họ đang khó khăn về tài chính, lúc này chúng ta đang mang đến cho họ mới cơ hội là tạo ra thu nhập, cái việc làm thêm online ngay tại nhà. Thì theo các cô ba anh chị, chúng ta có thể giúp cho họ được hay không ạ? Và đây là cái chiến lược mà mồi câu và cá. Chúng ta cần phải biết rõ là cá thích ăn cái mồi câu gì. Đi câu cũng vậy, đây là một cái thực tế bán hàng, là một cái hành trình như vậy, và chúng ta cần phải thu hút khách hàng của chúng ta. Marketing là tạo ra một cái hành động gì đó để thu hút khách hàng tiếp cận về phía chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cần phải đưa ra những cái mồi câu, những cái câu chuyện, những cái giải pháp nào đó mà đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, thì lúc này chúng ta mới có thể kéo được họ về phía chúng ta. Và trên thực tế là tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là những người mà chúng ta muốn tuyển dụng ấy, thì câu đầu tiên mà Hoài Nam chọn, người đầu tiên, nhóm đầu tiên mà Hoài Nam chọn phải là những người đang có công ăn việc làm ổn định, ít nhất là họ đang tạo ra thu nhập. Còn nếu như người mà ăn không ngồi rồi, nếu mà người mà không có bất kỳ một cái việc gì làm, là đang ở nhà ăn bám thôi ạ, hay là họ không có làm gì ạ, thì thực tế là họ đang không thể nào mà có thể thành công được. Hoài Nam sẽ chọn những người đang kinh doanh và đang có kết quả, đó là cái chiến lược đi tìm thủ lĩnh. Bởi vì những người thành công thì kiểu gì họ cũng sẽ tìm mọi cách để gọi ngon lên bất chấp mọi khó khăn trở ngại, đúng không? Còn nếu chúng ta tìm thấy một người mà bất kể chúng ta ới một phát là họ phi vào khủng dung ngay. Những người càng rảnh rang bao nhiêu mà chúng ta tóm đến họ thì cái tỷ lệ là thất bại càng lớn bấy nhiêu. Thất bại không phải là bởi vì chúng ta không tuyển họ, mà bởi vì họ là người vô dụng, đúng không nào? Còn nếu một người mà có giá trị thì không bao giờ họ để trống thời gian của họ cả. Ở những cái người nào mà nói phát lúc nào, bất kể lúc nào cũng có thể chạy lon 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 ton đi theo người ta, thì đó không phải là những khách hàng mơ ước của người ta. Và đôi khi họ sẽ có thể họ vào nhưng mà rất là chật vật. Ngoài Nam thì thích là làm việc với những người mà họ đã có tố chất thủ lĩnh sẵn rồi, và Nam thích đi tìm thủ lĩnh. Và chúng ta thay vì đi tìm người mua hàng, thay vì đi tìm người bệnh để chúng ta tư vấn thì hãy tập trung đi tìm thủ lĩnh. Đi tìm thủ lĩnh, đi tìm người kinh doanh, thì các anh chị có cả người dùng sản phẩm và có cả người kinh doanh.
Còn ngày hôm nay, nếu chúng ta tập trung vào khách hàng bị bệnh thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề. Thứ nhất là giai đoạn này hàng họ nó không có về được. Đã là bán hàng cho người mà bị bệnh thì bằng mọi cách là tiền trao là cháo phải múc. Tiền trao họ trao ra, họ cần phải có hàng luôn để họ dùng. Bây giờ mình bảo là khách hàng, ở mình tư vấn với khách hàng, họ đang ung thư giai đoạn cuối. Và mình bảo là chị ơi dùng sản phẩm đi. Sau đó họ lên đơn hàng. Và sau đó chờ em 2 tháng nữa hàng về nhé. Thì theo các anh chị có bán được hàng không ạ? Nên là cái giai đoạn này ạ, là cái giai đoạn mà chúng ta không nên tiếp cận với những khách hàng bệnh. Thứ nhất là bởi vì ạ, chúng ta phải có hàng để đưa hàng cho họ 2 ngày. Và thứ hai, những người bị bệnh ạ, họ đã bị đóng đinh vào trong đầu là bệnh ạ, là phải có thuốc. Nếu họ dùng ạ, họ sẽ nhăm nhăm ạ, là phải chữa khỏi ngay, chữa khỏi nhanh. Mà trên thực tế sản phẩm của ta là sản phẩm công nghệ tế bào gốc. Nó là thực phẩm hỗ trợ y tế, nó khác hoàn toàn với thuốc. Thuốc dùng sẽ có tác dụng ngay, nhưng mà thực phẩm hỗ trợ y tế nó ít nhất phải dùng 6 tháng trở ra. 3 tháng đầu tiên á, là thanh lọc và làm sạch cơ thể. 3 tháng tiếp theo là sửa chữa và sau đó mới là phục hồi. Ấy nhưng mà họ dùng mới 3 tháng hết một cái đơn hàng rồi họ bảo chả thấy có cái biến chuyển gì. Trong khi họ không hề để ý rằng họ đã thay đổi rất là nhiều về sức khỏe. Nhưng mà họ chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái bệnh của họ, nó chưa có biến chuyển nhiều. Bởi vì lúc này á, sản phẩm nó mới chỉ đang ở cái tầm là đào thải và lọc sạch cái cơ thể của họ thôi, và cho họ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và đã có những cái sự thay đổi về sức khỏe. Nhưng mà bởi vì người bệnh họ chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái bệnh của họ thôi, nên lúc này họ sẽ không có tin chúng ta. Mà chúng ta lại không phải là những người cứng thì chúng ta sẽ bị khách hàng bẻ lại, đúng không nào? Nhưng mà nếu như là Hoài Nam chăm sóc hàng bệnh thì kiểu gì thì kiểu Hoài Nam cũng sẽ phải hỏi từng ly từng tí một những cái dấu hiệu sức khỏe của họ tại thời điểm hiện tại. Đấy, để mình biết rằng trong 1 tháng sau thì họ sẽ có những cái thay đổi gì, thay đổi về giấc ngủ, về làn da, về cái việc mà ăn uống ngủ nghỉ của họ, về cái sức đề kháng của họ và rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm rõ, đúng không nào? Nên là chúng ta thay vì chúng ta đi tìm những cái người bệnh, và người bệnh thì Hoài Nam không thích làm việc với người bệnh, thực sự là như vậy. Bởi vì khi làm việc với người bệnh chúng ta luôn luôn bị một thế giới nó u ám, bởi vì chúng ta luôn luôn phải nói chuyện với họ về bệnh tật, và cái điều đó nó khiến chúng ta nó không được hạnh phúc. Hoài Nam thì Hoài Nam kinh doanh, Hoài Nam muốn được hạnh phúc. Và trên thực tế lý do họ bị bệnh là bởi vì họ giữ một cái thói quen rất là lâu rồi. Và nếu chúng ta thực sự muốn giúp người bệnh là chúng ta cần phải thay đổi tận gốc cái thói quen của họ. Nên là chúng ta phải có kiến thức, có tư duy, có kỹ năng về chăm sóc sức khỏe chủ động để chúng ta trang bị cho họ những kiến thức nền tảng nhất về dinh dưỡng để họ thay đổi tận gốc cái thói quen của họ. Thì cái họ sử dụng sản phẩm nữa thì nó mới có thể có được kết quả lâu dài. Còn nếu như ngày hôm nay một bên táng sản phẩm vào, một bên cứ táng rượu vào, hai cái nó đánh nhau thì liệu có kết quả không ạ? Nên là Hà Nam thích là tìm những người thủ lĩnh, tìm những người kinh doanh, tìm những người thủ lĩnh thì chúng ta sẽ có được hệ thống. Nhất là những anh chị mới, khi chúng ta mới vào nghề thì chúng ta hay lao vào một cái tảng đá, đó là húc đầu vào cái việc mà tìm những người bệnh chúng ta tư vấn. Nhưng mà khi mà có người bệnh, chúng ta rất mất năng lượng, mất nhiều thời gian để tư vấn cho họ. Và sau đó suốt ngày họ hỏi tình trạng như thế này, tình trạng như thế kia sẽ làm ra mệt. Nhưng mà thay vì vậy, chúng ta mà tiếp cận những người kinh doanh, những người có tầm nhìn, những người thích kinh doanh thì họ tự động học ấy, họ tự tìm, họ tự học, họ tự phát triển, đúng không? Và chúng ta chỉ cần làm một cái bàn đạp hỗ trợ thêm cho họ thôi. Và chúng ta đưa họ vào những cái ekip học tập phát triển bản thân, thế là họ phát triển, đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ tận dụng được cái sức mạnh của hệ thống đó. Nên là cái việc mà chúng ta phân tích về cái sở thích của họ, nó sẽ giúp cho các anh chị tìm ra cái người này họ có phải là người thích kinh doanh hay không, họ có phải là người thích phát triển bản thân hay không, họ có phải là người là sẵn sàng đột phá để tạo những cái kết quả mới hay không. Và tiếp theo đó nữa, một cái phần mà Hoài Nam thấy quan trọng không kém, đó là chúng ta phải phân loại nhóm khách hàng, đúng không? Chúng ta cần phải phân loại nhóm khách hàng, và ở đây thì nó có 4 nhóm là A, B, C, D, đúng không? Nhưng Hoài Nam thì hay phân loại theo là D, I, S và C. Bao nhiêu trong số các cô bác anh chị chúng ta học những chương trình Zoom gà gáy, chúng ta đã biết về D, I, S và C thì comment là tôi ạ. Nếu như nhiều người trong chúng ta hiểu về DISC thì Hoài Nam sẽ hướng chúng ta về cái việc là lựa chọn khách hàng theo DISC. Còn nếu chúng ta không hiểu về các nhóm DISC thì chúng ta sẽ học theo A, B, C, D, đúng không nào? Ok, rất nhiều người chúng ta học được là phân loại theo DISC. Và trên thực tế, nếu như các anh chị biết cách sử dụng DISC để quan sát hành vi của khách hàng thì ngay lập tức ở trong cách họ comment, trong cách họ chat, trong cách họ đăng bài trên tường cá nhân của họ, ta có thể nhận diện ra ngay lập tức khách hàng này thuộc nhóm khách hàng nào. Và thường thì Hoài Nam sẽ phân loại theo DISC như vậy để chúng ta biết chính xác là chúng ta nên tiếp cận với nhóm khách hàng nào trước. Ví dụ như này, nếu giả sử như trong cái đường đua nước rút, trong cái đường đua nước rút, ví dụ chúng ta đang còn có 2 ngày nữa là hết cái đơn hàng, hôm nay là 12 rồi, thì đến 14 là kết thúc cái
là cái gói hàng cổ đông mà mình lại đi tìm mấy người nhóm C để chúng ta tư vấn á, thì không bao giờ chúng ta bán được cho họ trong vòng 2 ngày. Nhưng mà lúc này nếu như các anh chị tiếp cận những cái người nhóm D, những người nhóm D là những người có khả năng ra quyết định rất là nhanh, khi mà chúng ta đặt lên bàn cân cho họ nhìn thấy họ đầu tư một đồng họ được bao nhiêu, họ đầu tư một họ được 10, và những cái lợi ích của họ nó lệch nhau. Ví dụ như này, nếu như tôi đầu tư một đồng mà tôi được 10 đồng, ví dụ như vậy, hay là tôi đầu tư một đồng tôi có lợi. Đấy, người nhóm D họ sẽ tập trung vào con số, nếu họ thấy lợi là họ sẽ chiến đấu, đúng không? Nên là chúng ta cần phải giai đoạn nước rút này, các anh chị cần phải chọn những người nhóm D là những cái nhóm máu chiến, là những cái nhóm mà có tư duy làm chủ sẵn rồi, là những cái nhóm mà có tư duy mở, họ sẵn sàng chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình. Những người nhóm D là những người vô cùng quyết liệt trong cái hành động của họ, quyết là làm ngay, không bao giờ do dự, đúng không? Và cái khả năng chiến đấu rất là mạnh mẽ của họ, khả năng thích chạy những cái đường đua, là chúng ta sẽ tập trung vào những người nhóm D. Như vậy thì cái kết quả của ta sẽ nhanh hơn. Một nhóm thứ hai mà các anh chị có thể tiếp cận đó là những người nhóm Y. Đặc điểm của những người nhóm Y là những người mà họ nói rất là nhiều. Chúng ta quan sát ở phát là những cái người nhóm Y nếu như nghiên cứu trên tường cá nhân của họ thì lúc nào họ cũng chụp ảnh selfie rất là nhiều, đặc biệt là chụp ảnh mình họ. Còn những người nhóm D thì lại chỉ nói về công việc, không bao giờ tìm được bất kỳ một cái bức hình ảnh nào nói về gia đình của họ. Và nhóm D thường không bao giờ viết cái gì dài dòng cả, mà họ nói luôn luôn rất là ngắn gọn, xúc tích đi thẳng vào vấn đề. Thường những cái content của họ rất là ngắn, và không mấy khi chúng ta thấy họ selfie, mà thường họ chỉ nói nhiều về công việc thôi, đúng không nào? Nên chúng ta có thể nhìn tường Facebook của họ mà có thể nhận diện ra họ thuộc nhóm tính cách nào để chúng ta phân loại ra. Và riêng đối với nhóm Y là nhóm rất dễ bán hàng. Nhóm Y là nhóm chỉ cần cho họ sướng thôi, cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống, và cứ sướng lên rồi là ngay lập tức mượn thẻ tín dụng hay là chuyển khoản, lên đơn ID ngay, lên đơn hàng ngay, thì chúng ta có thể giữ được khách hàng. Còn nếu như mà nhóm Y mà sướng lên rồi, sau đó chúng ta chờ đến ngày hôm sau bắt đầu mới lên đơn, thì kiểu gì chúng ta cũng lại phải làm lại từ đầu. Và có thể ngay lúc này đây họ sướng lên, họ quyết định, nhưng mà ngày mai hoặc thậm chí là một vài tiếng sau, lập tức họ thay đổi. Họ thay đổi nhanh như trong chóng, đúng nào? Họ có thể sáng nắng, chiều mưa, trưa chiều giảm mây, bất kể lúc nào. Nên là chúng ta cần phải chốt sale của người nhóm DI là chúng ta cần phải nhanh, gọn, xúc tích, đúng không? Là chốt được là chốt, cảm xúc đi lên là tiền phải ra khỏi túi. Còn nếu như chúng ta chậm là chúng ta không chốt được nhóm này, đúng không? Một cái nhóm thứ ba là nhóm S. Thì riêng đối với nhóm S thì họ cần phải có thời gian. Nếu chúng ta đang chạy đường đua thì chúng ta đừng có chọn nhóm S vội. Chúng ta đang chạy đường đua thì đừng có động vào nhóm C. Nhóm S là nhóm chỉ tin khi trải nghiệm. Nhóm S là nhóm mà đòi hỏi cái thời gian chăm sóc rất là nhiều. Họ quá nhiều nỗi sợ, họ quá nhiều vùng an toàn nên họ rất là sợ bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đồng thời nữa, những người nhóm S thì thường là họ thường quyết định theo số đông. Họ sẽ phải hỏi hết người này đến người khác, sau đó họ mới ra được quyết định. Và họ đi về họ hỏi gia đình họ, họ hỏi bạn bè của họ, sau đó họ hỏi những cái người chả biết cái cơ hội kinh doanh này là gì. Sau đó cuối cùng rất nhiều người nói là không làm được đâu, lừa đảo đấy. Thế là họ trốn mất, đúng nào? Nên là với người nhóm S mà giai đoạn đường đua thì đừng có sờ vào họ. Nên chúng ta cần phải phân loại ra để chúng ta chọn ra những cái người nào mà chúng ta có thể ngay lập tức chốt đơn được của họ khi mà trong cái giai đoạn đường đua, đúng không? Và tiếp tục nữa là với người nhóm C. Người nhóm C là nhóm cực kỳ kỹ tính. Khi mà họ tìm hiểu một cơ hội nào đấy, họ là phải ăn ngủ với nó, nghiên cứu nó, gọi là vần vò, gọi là tìm đào bới, tha hồ những cái thông tin về nó. Họ sẽ phải bới tung hết cả Google lên, họ đòi hỏi rất nhiều các thông tin, họ hỏi xoáy đáp xoay cho đến khi nào họ hiểu được mới thôi. Người nhóm C Hoài Nam rất thích làm việc với người nhóm C, bởi vì nhóm C là nhóm mà khi mà họ đã ra quyết định làm, họ đã quyết định thì họ sẽ làm đến cùng, họ sẽ rất là trung thành. Nhưng mà một cái điều của nhóm C đó là họ rất là lâu ra quyết định, rất là lâu ra quyết định, và đôi khi mất vài tháng, thậm chí cả năm trời họ mới ra được cái quyết định là làm hay không, bởi vì họ cân nhắc rất là nhiều, đúng không nào? Nên là chúng ta sẽ cần phải phân loại nhóm các khách hàng như vậy, theo từng cái tiến độ của cái đường đua của ta, theo từng cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn đạt được, thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược mà nhổ những khách hàng nào, chọn những khách hàng nào trong nhóm là 250 người đó để chúng ta tư vấn trước, đúng không nào? Chứ không phải là lập danh sách khách hàng xong là bạn đâu là tư vấn đó, mà chúng ta cần phải có cái chiến lược với những người đi, chúng ta tiếp cận với họ như thế nào, dùng cái câu chuyện nào để tư vấn cho họ. Với người Y thì chúng ta phải làm như họ như thế nào, người S như thế nào, người C như thế nào, thì chúng ta cần phải phân loại ra để chúng ta có chiến lược cụ thể cho từng nhóm khách hàng. Và một cái từ khóa nữa mà Hà Nam cũng muốn các anh chị chúng ta tập trung vào 5 cái từ khóa này,
Và bản thân Hoài Nam khi Hoài Nam tiếp tục lọc khách hàng thêm, ngoài việc lọc bằng D, I, S và C thì Hoài Nam lọc thêm bằng 5 cái từ khóa này nữa. Đó là từ khóa về tiền này, quyền này, tiền, quyền, nhiều, thiệu, lý. Tiền ạ, đó là phải có tiền. Bây giờ mình muốn cái đơn cổ đông là 1.100 hay là 2.200 hay là một phát là ba cái đơn đó là 3.300 hoặc là 6.600. Nhưng bây giờ mình chọn một người không có tiền trong tay thì mình có nói giã bọc mép ra họ vào bao nhiêu zoom đi chăng nữa, cuối cùng câu trả lời vẫn là không, bởi vì có tiền đâu mà lên, đúng nào? Vậy thì yếu tố đầu tiên mà chúng ta muốn mà có những khách hàng chất lượng để chúng ta tiếp cận phát là có kết quả luôn, bởi vì đằng nào cũng vẫn phải làm từng đó cái quy trình, cũng vẫn là tiếp cận khách hàng, vẫn là hẹn vào zoom, vẫn là chăm sóc trong zoom rồi chăm sóc sau zoom. Nhưng mà với người không có tiền thì chúng ta mất bao nhiêu công chăm sóc, cuối cùng câu trả lời vẫn không hoàn không, đúng nào? Nên là với Hải Nam, yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải chọn đó là tiền, là họ phải là người có tiền thì họ mới leo thang được, họ mới mua những cái đơn là 400 CV được, đúng nào? Tiếp theo đó nữa là quyền. Quyền là gì ạ? Quyền là quyền ra quyết định, quyền là có mua hay không mua. Bây giờ nhìn thấy ui nhà này có tiền ấy, nhà này rất là giàu, thế là ngon quá, tấn công khách hàng này, mình phải tiếp cận khách hàng này. Xong cuối cùng ạ, mình phát hiện ra ông chồng mới là người có tiền, ông chồng mới là người quản lý tài chính gia đình, còn người vợ chỉ là cái bóng trong nhà thôi, không có bất kỳ cái quyền nào trong cái việc là mua hay không mua, cũng chả có tí quỹ âm nào cả. Vậy thì không có quyền ra quyết định thì họ có thích cách mấy thì cũng bó tay con nòng nọc luôn, cũng chịu thua luôn, đúng không? Nên là tiền rồi phải có quyền nữa. Tiếp theo đó nữa là thiệu. Thiệu là giới thiệu. Nếu như các anh chị chọn được những người có khả năng giới thiệu, tức là những người này họ có sẵn cái uy tín rồi, nên là nếu như khi họ có sẵn cái uy tín rồi, chúng ta có thể giúp cho họ mời bạn vào nghe Zoom, đúng không? Kết nối các mối quan hệ của họ, sau đó để chúng ta có thể thay họ để tư vấn cho những cái mối quan hệ kia, thì lúc này chúng ta có được, sẽ nhanh chóng giúp được những cái người đó, họ có được, họ giới thiệu ra khách và chúng ta giúp họ chuyển đổi thành những nhà phân phối mới của chúng ta. Như vậy ạ, là một mũi tên chúng ta có thể trúng được nhiều đích, đúng nào? Tiếp theo đó là lý, tiền, quyền, nhiều, thiệu, đúng không? Thiệu, à đầu tiên là nhiều chứ đã, nhiều là nhiều nhu cầu, nhiều mối quan hệ, nhiều vấn đề, nhiều nhu cầu thì chúng ta sẽ giúp cho họ sử dụng được nhiều sản phẩm, đúng nào? Ấy, nhiều mối quan hệ thì họ sẽ có rất là nhiều mối quan hệ để họ giới thiệu kết nối kinh doanh, và nhiều vấn đề là họ sẽ cần phải sử dụng nhiều sản phẩm và họ sử dụng lâu dài của chúng ta, đúng nào? Nên là tự dưng chúng ta có được người kinh doanh, có được người dùng sản phẩm lâu dài. Tiếp theo đó nữa là thiệu ạ, là cái khả năng giới thiệu khách hàng, thì như vậy họ sẽ dễ dàng có trở thành có nâng cái level cấp bậc của họ. Và cuối cùng ạ là từ khóa về lý, đó là lý do. Ấy, vậy thì ạ, đây là the big why, the easy how. Khi chúng ta tìm một người đó mà họ có lý do đủ lớn để họ có thể thay đổi, phải thay đổi bản thân, phải tìm kiếm một cơ hội kinh doanh mới, thì lúc này chúng ta nói họ sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng bây giờ họ chẳng có lý do gì để cả thay đổi cả, họ cũng chẳng mong muốn là thay đổi, thì cũng giống như Hoài Nam hay ví là bây giờ họ là người duy nhất cầm cái chìa khóa xe, bây giờ họ tắt véo đi rồi, họ cất đi rồi, thì chúng ta huy động cả một hệ thống hàng trăm người đi chăng nữa cũng không thể nào đẩy được cái xe đó chạy. Nếu có chạy nó chỉ lăn bánh ì ạch ở trên đường. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà họ đã có sẵn cái nguồn lực rồi, họ đã biết là họ có chìa khóa rồi, họ tra khóa vào, bật máy lên, nhấn ga, thế là cái xe đó nó bon bon chạy trên đường. Và theo các anh chị ạ, giữa cái việc ạ là chúng ta ủn họ và việc của họ tra chìa khóa vào, bật nổ máy lên, đạp ga đi, thì cái nào giúp họ thành công nhanh hơn ạ? Có mấy giúp Hải Nam? Một ạ, là mình đẩy, hai ạ, là họ tự đi, thì cái nào thành công nhanh hơn ạ? Nên là chúng ta cần phải tìm ra những cái người nào họ có lý do đủ lớn. Và thực sự là khi Hoài Nam bước vào Trinet, có rất nhiều người mà họ muốn làm việc cùng với Hoài Nam, họ muốn đi cùng với Hoài Nam, nhưng mà Hoài Nam không nhận. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng mình có cố đưa họ vào, bán được một cái sản phẩm cho họ, bán được một gói hàng cho họ, tự dưng mắc nợ. Mà mắc nợ rồi ạ, thì không giúp, không đành, mà giúp ạ, thì điên. Bởi vì ạ, họ cắp queo cái chìa khóa đi rồi, họ không chịu bật cái chìa khóa lên. Nên là chúng ta cứ lai lưng ra cả hệ thống ạ, hối hả thúc giục họ ấy, khuyên năn, gọi là dạy dỗ dọa giết đủ các kiểu, nhưng mà họ cứ ì ra đấy thì tự dưng chúng ta bị mất năng lượng. Nên là nhớ một điều là chúng ta cần là cần đi tìm những người mà họ sẵn sàng, họ khát khao thay đổi bản thân, đúng nào? Để chúng ta tìm được những cái thủ lĩnh, bởi vì khi họ khát khao rồi, chúng ta chỉ trao cho họ một công cụ thôi, một vũ khí thôi, thích họ một cái thôi, họ sẽ có thể bật ra. Nhưng bây giờ họ tắt chìa khóa đi rồi, họ cứ ngồi ì một chỗ đấy thì không một ai có thể giúp được họ. Nên là đừng cố, đừng tham bán một gói hàng mà để rồi ạ chúng ta mắc nợ và không thể giúp họ thành công, và khi chúng ta không giúp được họ thành công, chúng ta cảm thấy áy náy. Nhưng mà họ mà không làm ạ, chúng ta cảm thấy bị tổn thương và chúng ta bị mất năng lượng, đúng nào? Nên là
thà ít mà chất còn hơn nhiều mà loãng. Bao nhiêu số các anh chị đồng ý với quan điểm này của Hải Nam? Đặc biệt là những anh chị mới đây chúng ta bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này thì chúng ta lại càng cần phải tìm những người nào năng lượng làm cùng với chúng ta, đam mê và khát khao thay đổi làm cùng với chúng ta, thì lúc này chúng ta mới có năng lượng. Còn những người mà đã đi lâu như Hoài Nam rồi thì kể cả bây giờ đội nhóm format về con số 0 chạy lại bình thường như không, kể cả không còn ai bên cạnh mình vẫn làm việc bình thường. Bởi vì Hoài Nam giữ được cái năng lượng của mình có đủ cái niềm tin và đam mê, dù là không có ai mình vẫn tiếp tục làm được. Nhưng mà hầu hết chúng ta không làm được cái điều đó. Khi mà chúng ta bị vỡ hệ thống, cái lập tức chúng ta nản, chúng ta buông và chúng ta từ bỏ. Nên là thay vì việc là đưa những cái người không phù hợp vào đội nhóm của chúng ta thì hãy đưa những cái người mà phù hợp với chúng ta. Hãy chọn người trước, sau đó xây dựng doanh nghiệp sau. Con người đi trước, công việc đi sau. Nhớ cái điều đó. Và cái việc mà phân nhóm, chúng ta có thể tìm ra được những cái người phù hợp với chúng ta. Và tiếp theo nữa là cái phần là phần ghi chú, là cái phần mà Hoài Nam thấy nó hợp, thấy quan trọng nhất. Bởi vì trong này chúng ta sẽ cần phải viết càng nhiều ghi chú bao nhiêu, thì tất cả những cái ghi chú này là cái phần mà chúng ta cần phải truyền đạt lại với tuyến trên của chúng ta, với ekip hỗ trợ của chúng ta trong cái việc OPP. Hoài Nam, khi mà OPP Hoài Nam có một cái đòi hỏi rất cao, đó là phải gửi cho Hoài Nam thông tin khách hàng, không phải chỉ là tỉnh thành, quê quán và mấy cái tiêu chí, mấy cái mà chúng ta hay gửi đến đâu, mà cái Hoài Nam cần đó là sở thích của họ là gì, tính cách của họ ra làm sao, họ quan tâm đến cái điều gì. Và khi Hoài Nam càng nắm rõ về khách hàng thì đảm bảo các anh chị ạ, Hoài Nam khi mà OP, Hoài Nam sẽ có những cái điểm chạm với khách hàng đó. Hoài Nam sẽ kể những câu chuyện mà họ nghe, họ sẽ cảm thấy như mình ở trong đó. Và đó là khi mà biết mình, biết người thì trăm trận trăm thắng. Nên các anh chị với cái phần ghi chú này, các anh chị đốt được càng nhiều thông tin bao nhiêu ấy, thì càng giúp tuyến trên của ta, họ dễ dàng giúp đỡ chúng ta bấy nhiêu. Nên hãy nhớ là luôn luôn tập trung vào cái phần ghi chú và để viết ra được nhiều cái thông tin về khách hàng nhất, và dùng tất cả cái thông tin đó gửi cho tuyến trên của chúng ta, khi để nhờ họ thứ nhất là giao cho chúng ta một cái chiến lược để tiếp cận khách hàng này như thế nào. Cái thứ hai là nếu như giả sử chúng ta đã mời được họ vào Zoom rồi ấy, thì chúng ta sẽ có chiến lược là làm thế nào đấy để mà có thể giúp cho họ có thể ra được quyết định đấu nào. Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải ghi chú về cái phần là sở thích, và những cái phần ghi chú về họ, càng nhiều thông tin bao nhiêu thì khả năng thành công của ta càng lớn bấy nhiêu. Và đến cái bước thứ ba là cái bước chúng ta hẹn bạn, đúng không ạ? Chúng ta cần phải làm chủ cái lưu trình hẹn bạn này. Đấy, và đặc biệt đó là một cái nguyên tắc khi chúng ta hẹn bạn, hầu hết chúng ta bị gặp một cái sai lầm khi chúng ta hẹn bạn, đó là gì ạ? Chúng ta nói hết rồi, nói phanh hết ra, đến nó phát là thăm thăm lao vào và nói về cơ hội kinh doanh của chúng ta mà chả quan tâm xem là họ quan tâm đến cái điều gì. Một cái sai lầm thứ hai đó là khi mà chúng ta chat chít với họ. Đấy, có rất nhiều người mà Hoài Nam thấy một số cái đối tác, một số bên khác ạ, nó nhảy vào nó săn người, là nó chỉ hỏi em khỏe không, em khỏe chị ạ, chưa nói xong câu đó là lập tức bắn như súng liên thanh luôn. Đấy, ê, chị có một cái này, chị có một cái kia, công việc này rất tốt, em có thể tự do về tài chính, em có thể thế nọ, em có thể thế kia, mà nó chả quan tâm đến mình cần cái gì cả. Và thực sự cái cách bán hàng đấy là cách bán hàng cực kỳ ngu xuẩn luôn, bởi vì không bao giờ chúng ta có thể có được khách hàng, bởi vì người ta không quan tâm đến chúng ta là ai cho đến khi họ có thể giúp được mình. Đó, họ người ta không quan tâm đến chúng ta là ai cho đến khi họ biết chúng ta có thể giúp được gì cho họ. Nên là đầu tiên á, là chúng ta cần phải cho khách hàng biết chính xác là chúng ta có thể giúp được gì cho họ, để họ có thể là lắng nghe chúng ta. Vậy thì để họ biết là mình có thể giúp gì cho họ thì cái câu chuyện của ta nó phải liên quan tới vấn đề của họ, phải nói chuyện với họ và tìm ra cái vấn đề của họ mà họ quan tâm, để chúng ta đưa họ vào câu chuyện, đúng không? Để chúng ta lôi họ ra khỏi cái vùng mà suy nghĩ của họ. Bởi vì trên thực tế tất cả chúng ta đều bị chìm trong cái vùng suy nghĩ của ta, và tất cả chúng ta đều đang bị bận rộn, có rất nhiều những cái suy nghĩ nhảy nhót ở trong đầu của chúng ta. Nên là khi chúng ta trò chuyện là đừng có bao giờ lôi những cái thứ mình có ra để nói với khách hàng. Và cái nguyên tắc khi mà chúng ta hẹn bạn, khi chúng ta nói chuyện với bạn bè của ta, thì đầu tiên là phải hâm nóng cái mối quan hệ đã, hâm nóng các mối quan hệ, và sau đó thì cần phải tìm hiểu cái nhu cầu của họ. Và nếu các anh chị chưa học cái bài giảng của Hải Nam là kỹ năng khơi gợi nhu cầu và bộ câu hỏi khơi gợi nhu cầu ấy, thì các anh chị cần phải học cái bài đó. Bởi vì trong cái bài đó Hải Nam đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi kịch bản, cái câu chuyện để làm thế nào để tìm ra cái vấn đề của khách hàng, và sau đó thì nhẹ nhàng chuyển họ vào cái vùng trời của kinh doanh, nó dễ dàng vô cùng, đúng không? Nên là khi mà các anh chị nói chuyện với họ, ôn lại cái kỷ niệm xưa, nó giúp ta kéo gần khoảng cách. Và khi chúng ta nói chuyện như vậy, chúng ta mới tìm ra được cái vấn đề của khách hàng đang gặp phải. Và khi chúng ta biết được cái vấn đề của họ rồi thì chúng ta mới có thể đưa ra giải pháp cho họ. Và nhớ một điều ạ, là mọi cái hành trình
thì nó phải xuất phát từ việc là giúp khách hàng đi từ nỗi đau đến sự sung sướng. Và muốn đưa họ đi từ nỗi đau đến sự sung sướng thì chúng ta cần phải biết cách là biết chính xác là nỗi đau của họ là gì và sự sung sướng của họ là gì. Còn ngày hôm nay mình chả quan tâm đến họ quan tâm đến cái gì, chả quan tâm mày đau cái gì, mà cứ thế mình nói sang phăm những cái thứ mình có, thì đó là cái thứ chúng ta có họ không có quan tâm, đúng không nào? Nên là chúng ta cần phải tìm hiểu cái nhu cầu khách hàng, tìm hiểu cái nỗi đau của họ, tìm hiểu cái vấn đề của họ, tìm hiểu cái mong muốn, cái khát khao, cái ước mơ của họ là gì, và sau đó chúng ta mới đưa cho họ giải pháp. Và khi các anh chị làm tốt cái việc mà tìm hiểu nhu cầu, tìm được nỗi đau, sự sung sướng của khách hàng, thì cái việc mình đưa họ vào cái phòng Zoom OP hay thậm chí chúng ta đưa họ đi bất kỳ đâu, nó cũng đều trở nên vô cùng dễ dàng. Trước đây Hoài Nam, khi mà Hoài Nam đào tạo về cái khóa kinh doanh online cách đây mấy năm, thì lúc đó Hoài Nam đã đưa một người bay từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để gặp học Hoài Nam trong vòng 3 ngày về cái kiếm tiền bằng affiliate, bởi vì Hoài Nam biết chính xác cái người đó họ đang cần cái gì và mình chỉ nói vài cái từ khóa thôi. Thế là họ lao phát từ trong Sài Gòn bay ra Hà Nội. Và theo anh chị đi từ Sài Gòn ra Hà Nội nó dễ hay là cái việc mà vào phòng Zoom nó dễ hơn ? Rõ ràng đi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì họ tốn tiền đúng không? Họ phải đầu tư tiền vé bay, họ phải đầu tư tiền ăn, tiền ngủ, tiền ở ở Hà Nội mấy ngày liền. Anh nó khó hơn rất là nhiều lần so với cái việc mà chúng ta mời họ vào nghe Zoom. Đúng nào? Nên là chúng ta thấy rằng vì chúng ta chưa đưa ra đúng cái thứ mà khách hàng cần nên là họ không có vào. Và hay trong cái thuật ngữ marketing, tức là chúng ta chưa đưa ra cái mồi câu phù hợp với khách hàng nên là họ chả quan tâm. Muốn câu cá thì chúng ta phải dùng run, đúng không? Chứ không thể nào mang con tôm hùm ra để câu cá được, đúng không nào? Nên là chúng ta cần phải chọn cái mồi câu phù hợp với khách hàng để đưa họ vào. Chúng ta cần phải biết rõ rằng cái nỗi đau của họ là gì và cái nỗi đau đó để thiết kế ra một cái gì đó gọi là mồi câu, mà năm hay gọi là mồi câu về theo thuật ngữ marketing, để chúng ta có thể thu hút họ, để có nói với họ nửa kín nửa hở để đưa họ vào phòng Zoom. Và đặc biệt nữa là một cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng, đó là việc mời vào Zoom là mời vào Zoom, chứ không phải mời vào Zoom là kèm thêm cả OPP, OPP ngắn rồi. Đúng, trong khi OPP của chúng ta nó kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng khi mình nói bạn mình lại nói câu được câu chăng có khoảng mấy phút thôi. Mình nói nó không có đủ thông tin. Thế là bắt đầu họ nghe xong bảo, à cái này ta biết rồi, à cái kia tôi biết rồi. Thế là họ đã thấy nó giống với cái gì đó. Và khi họ thấy giống với cái gì đó thì là họ bảo thôi cái này ta biết rồi, lại là lừa đảo gì, lại là đa cấp gì, quên đi, ta không làm đâu, đúng không? Và đó là lúc anh chị đã cướp đi mất cái cơ hội của bạn mình. Nên là một nguyên tắc khi mà chúng ta hẹn bán là hẹn bạn, mục tiêu là để làm sao để đặt được cuộc hẹn và mời họ vào nghe Zoom hoặc mời họ vào lên văn phòng để nghe cơ hội kinh doanh, chứ không nói về ngành nghề của chúng ta, không nói cho họ biết. Và đặc biệt một cái lưu ý này, thông tin là thứ phải đủ ngắn, giống như việc ngắm một cô gái đẹp. Cô gái đó phải mặc cái bộ trang phục mà đủ ngắn để che những cái chỗ cần che, nhưng mà đủ ngắn để tạo ra sự hấp dẫn và đủ dài để che những cái chỗ cần che, đúng không? Nên là chúng ta truyền đạt thông tin cho bạn của mình, cho khách hàng của mình, nó phải đủ nửa kín nửa hở, gây ra sự tò mò, gây ra sự hưng phấn, và lúc đó mới khiến cho họ vì tò mò không chịu nổi nên là phải vào chui vào Zoom xem nó là cái gì. Và nếu như khi chúng ta tìm hiểu đúng về cái nhu cầu của họ rồi thì lúc này chúng ta đưa ra giải pháp là tớ có một cái giải pháp mà giúp cho bạn có thể giải quyết được cái vấn đề gì đó. Ví dụ như câu trước mình nói chuyện với họ và mình biết rằng họ đang gặp vấn đề về việc là mất việc, không có thu nhập. Mình bảo là nếu như mà tớ có một cái giải pháp giúp bạn có thể là có thêm thu nhập ở nhà trong mùa dịch này, kể cả bạn không phải ra đường, bạn ngồi tại nhà vẫn kiếm được tiền, thì bạn muốn tìm hiểu một mình hay muốn tìm hiểu với ông xã, đúng không nào? Đấy, và sau đó thì mình đưa ra hai sự lựa chọn là 2 giờ sáng thứ ba hay là 9 giờ sáng thứ ba hay là 2 giờ chiều ngày thứ tư bạn có thời gian thì dành cho mình 2 tiếng. Và đặc biệt nữa là khi chúng ta bắt đầu đưa ra cái lời mời thì chúng ta cần phải nói nó vào khoảng 3 phút cuối cùng. Điện thoại cũng vậy, hoặc là gặp trực tiếp cũng thế, thì chúng ta cần phải nói ra cái lời mời vào cái khoảng 3 phút cuối cùng thôi. Ví dụ như khi chúng ta đến hẹn gặp khách hàng thì chúng ta cần phải ấn định cái thời gian cho cuộc hẹn. Ví dụ như mình bảo mình sẽ có thời gian từ lúc 9 giờ đến 10 giờ. Vậy thì khoảng 10 giờ kém 3 phút, chúng ta bắt đầu hôm nay tớ định nói với bạn cái này mà suýt nữa tớ quên. Đấy, nhưng mà bây giờ sắp đến giờ tớ về rồi. Nhưng mà cái này là cái điều mà tớ thực sự rất là muốn nói bạn. Và lúc này chúng ta bắt đầu nói với họ về cái việc tớ muốn mời họ vào ngay Zoom. Lúc này họ bắt đầu tóm lên bạn, nó là cái gì đấy? Nói tớ nghe đi, nó cụ thể là cái gì? Thì mình bảo chứ, hết rồi, tớ đến giờ phải đi rồi. Nên là
Tớ cũng rất là muốn nói chuyện với bạn nhưng mà bây giờ nó hết thời gian rồi, và thực sự là để tìm hiểu về nó thì tớ đã mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và nếu thực sự bạn quan tâm và nếu thực sự bạn mong muốn thay đổi ấy, thì dành cho tớ 2 tiếng vào giờ này giờ kia, thế là mình hẹn họ vào, đúng không? Nên đấy là cái nguyên tắc khi hẹn bạn, là luôn luôn ạ, là khiến cho họ không có thời gian, không có cơ hội để hỏi xem nó là cái gì, đúng không? Rất nhiều người chúng ta vội vàng tung ra lời mời từ ngay lúc đầu, thế nên là ngồi cái buổi đó là họ moi, họ moi, họ moi, cuối cùng là ra nói ra ấy, và nói cuối cùng ạ, chỗ cần nói không nói, chỗ không cần nói lại nói hết ra, thế là cuối cùng ạ, chúng ta cướp mất cái cơ hội của bạn của mình, đúng không? Nên là nhớ một điều ạ, là không bao giờ được nói khi mà nó còn nhiều thời gian. Chúng ta luôn luôn phải nói vào cái lúc 3 phút cuối cùng ạ, để cho họ không có cơ hội để họ tìm hiểu, không có cơ hội để hỏi chúng ta. Và đặc biệt ạ, là nguyên tắc là 2 chọn 1. Khi mà đi gặp khách hàng, không bao giờ đi một mình. Bởi vì ạ, nó là sự bù trừ, đúng không? Đặc biệt là khi với bạn của mình ạ, thì nhiều khi mình hơi cả nể, đôi khi mình hơi ngại nói việc với nó. Nhưng mà khi chúng ta đi theo cặp như vậy, và đặc biệt là cặp mà bù trừ tính cách cho nhau, ví dụ như là D đi với Y chẳng hạn, thì hai người này sẽ bù trừ tính cách cho nhau. Ông Y thì nói rất là nhiều, nhưng ông D mà một khi đã xác định là mời là tập trung vào mời, đúng nào? Nên chúng ta có thể đi cặp theo tính cách như vậy, để mà khi một người tung thì có một người hứng. Đấy gọi là nguyên tắc 3 chọn 1 vào khi mà chúng ta đi gặp khách hàng. Và tiếp theo đó nữa là chúng ta có thể mà hẹn họ, một là chúng ta có thể gặp trực tiếp để mời và Zoom vào một ngày nào đó, hoặc là mời họ tới văn phòng. Đấy, cách thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể là nhắn tin hoặc gọi điện mà không phải gặp trực tiếp với họ. Thì đây là những cái cách mà giúp cho các anh chị chúng ta có thể thiết lập được những cái cuộc hẹn. Và trong cái buổi sau thì Hoài Nam sẽ hướng dẫn kỹ hơn về những cái bước tiếp theo của quy trình 8 bước này. Và trong ngày hôm nay thì Hoài Nam rất là mong muốn các anh chị ạ, chúng ta ra cho mình một quyết định thay đổi. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta sẵn sàng ngày hôm nay là viết xuống cái danh sách khách hàng của mình theo phân loại alphabet, theo phân loại alphabet. Đấy, A là người thân, họ hàng, B bạn bè, sang đón C là đồng nghiệp, sau D là mối quan hệ về tiêu tiền, ấy bạn bè và tất cả những cái mối quan hệ của chúng ta liệt kê là như vậy. Và bao nhiêu số các anh chị ạ, chúng ta sẽ không trì hoãn nữa, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái danh sách khách hàng để tuần sau Hoài Nam sẽ hướng dẫn chúng ta cách để khai thác cái khách hàng đó, được không nào? Hãy comment là tôi sẽ có hoặc là tôi có danh sách khách hàng, comment giúp Hoài Nam nào. Đây là một cái sự cam kết của chúng ta, cam kết cho sự thay đổi. Bởi vì khi mà chúng ta sẵn sàng thay đổi thì người thầy sẽ xuất hiện, đúng không nào? Nên là hãy tôi có danh sách khách hàng, tôi có danh sách khách hàng, tôi có danh sách khách hàng, và ngay trong đêm này hãy hoàn thành danh sách khách hàng của anh chị. Và kể cả là không có được 100, ít nhất là phải có 20, 50 cái tên, đúng không? Và bởi vì chúng ta có cái lần 1 thì chúng ta mới có lần 2. Nhưng ngày hôm nay chúng ta bảo thôi, mai mình làm cũng được. Thế là cuối cùng ngày mai chả bao giờ tới cả, đúng không nào? Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã có mặt ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Bây giờ cũng là 9 giờ 15 phút rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong chương trình tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhường mic lại cho MC ạ. Dạ vâng, cảm ơn leader Hoài Nam rất là nhiều đó. Ngày hôm nay với những chia sẻ đúng